chương 440, địa phủ xin viện trợ. Bạch Vân đáp lời rồi đi đến ngồi xuống đối điện Lý Bình An. Lý Bình An hỏi, mới vừa rồi Thanh Vũ nói người tới tìm ta, vì chuyện gì vậy? Bạch Vân kính cẩn nói, trước đó Tần Quảng Vương của địa phủ có đến đây tìm quán chủ, quán chủ vắng mặt nên đã được bần đạo tạm thời đuổi về rồi. Tần Quảng Vương của địa phủ, hắn tới đây làm cái gì? Lẽ nào trong địa phủ xảy ra chuyện gì sao? Lý Bình An nghi hoặc hỏi. Bạch Vân nghiêm túc nói, hồi bẩm sư phụ đến thì niên quan phía nam đại đường xảy ra một cuộc thảm án bách tính một trấn bị huyền sát môn giết chết tất cả hồn phách đều bị hấp thu để luyện công bách tính một chấn bị gạch tên trong sinh tử bộ nhanh chóng khiến địa phủ chú ý đến tần quảng vương lệnh cho hắc bạch vô thường đi điều tra trước sau khi hắc bạch vô thường điều tra rõ ràng xong liền đi đến m sát tông thế nhưng khi hắc bạch vô thường chạy đến m sát tông đã toàn phái rời khỏi đại đường bởi vì m thần không được rời đại đường cho nên Tần Quảng Vương đến đây để hỏi ý, chuyện này nên xử lý như thế nào? Lý Bình An cao mày nói, bỏ trốn suốt cảnh. Bạch Vân giải thích nói, sư phụ, công pháp tu luyện của M. Sát Tông Đặc Thù, bọn họ trước giờ luôn dùng việc thôn vệ hồn phách của cô hồn giã quỷ để mà tu luyện. Khi trước, trong rừng núi có đông đảo cô hồn giã quỷ, bọn họ không lo về tài nguyên tu luyện. Nhưng bây giờ Khánh Quốc bị địa phủ nắm coi âm trong tay, dương gian còn có thành hoàng phủ chân áp toàn bộ quỷ hồn đều bị giam giữ tại địa phủ để nhận thẩm phán, cho nên M sát tông không còn tài nguyên để tu luyện nữa, chỉ có thể rời khỏi đại đường, thế nhưng không ngờ tới trước khi bọn họ rời đi, vậy mà còn tàn sát một thôn trấn để chút hết sự phẫn nộ bất mãn của bọn họ. Ánh mắt của Lý Bình An lạnh lẽo, nói, thanh minh, một đạo quỷ ảnh vụt qua từ trong kiền Việt, đáp xuống trước lương đình, hóa thành thân ảnh của Ninh Khuyết. Ninh Khuyết cung kính chắp tay thi lễ nói, sư phụ, có gì phân phó? Lý Bình An nói, có một môn phái tu luyện tàn sát một chấn, sau đó trốn khỏi đại đường, người đi lùng bắt bọn họ về, sống chết không bàn, công việc cụ thể thì ngươi xuống địa phủ một chuyến, tìm tần Quảng Vương hỏi ý. Ninh Khuyết cung kính đáp, vâng, trước mặt vô thanh vô tức xuất hiện một hắc động, Ninh Khuyết bước một bước đã tiến vào bên trong hắc động, hắc động vặn vẹo một hồi rồi biến mất. Bạch Vân thoáng do dự rồi nói, sư phụ, sư huynh một mình đi vào nơi dị quốc tha hương có phải không quá an toàn không? Ngộ nhớ gặp tứ giai cao giai, thậm chí là ngũ giai cao thủ, như vậy chỉ sợ sẽ nguy hiểm." Lý Bình An tự tin nói, "Đừng nhìn thấy mấy sư huynh này của ngươi không lớn tuổi lắm, thế nhưng thực lực đều phải trên ngươi, cũng nên để bọn chúng ra ngoài rèn luyện một phen, cho dù có thực sự gặp ngũ giai, bọn chúng có thần thông trong người, dù gì cũng có thể trốn về." Bạch Vân cười khổ nói, "Bản lĩnh của sư huynh, ta đương nhiên là bội phục, cho dù có trọng tu lại lần nữa, cũng vĩnh viễn không bằng được các sư huynh thiên tư chắc Việt. Lý Bình An cười lớn nói, đừng có tự coi nhẹ mình như thế, ngày đó đạo môn đệ nhất kiếm tiên trừ ngươi ra thì không thể là ai khác được. Bạch Vân U oán nói, bởi vì trong tất cả những đồ đệ của sư phụ, chỉ có ta tu luyện kiếm đạo. Lý Bình An cười sảng khoái, Bạch Vân, vi sư cảm thấy ngươi rất cởi mở, có phải đã nghĩ thông suốt rồi không? Bạch Vân lộ ra nụ cười tùy ý, nói, địa phủ truyền tin cho đệ tử, bọn họ đã cho tiểu cửu chuyển thế rồi. Lý Bình An kinh nhạc nhìn Bạch Vân nói, tìm được rồi sao? Bạch Vân gật đầu, nói, là trung đoạn nhận tìm được, tự mình đưa nàng đi chuyển thế, kiếp sau sẽ đầu thai làm một người tốt. Lý Bình An gật đầu nói, như vậy cũng tốt, một khi khúc mắc đã được tháo gỡ, sau cơn mưa trời lại sáng. Nhìn Bạch Vân rồi nói tiếp, nếu như ngươi đã tới đây rồi, tạm thời không cần đi nữa, phi sư truyền cho người ta muội chân hỏa chi pháp, Nhân tiện chọn một đóa địa hỏa hỏa trùng bên trong đạo quan để luyện hóa đi. Bạch Vân vội vàng đứng lên cung kính bái, nói: "Đa tạ sư tôn truyền pháp, ngươi nghe cho kỹ đây." Bên trong viện, Lý Bình An đọc một đoạn pháp quyết, Bạch Vân lặng lẽ ghi nhớ, sau đó Lý Bình An bắt đầu giảng giải, mãi đến khi trời nhá nhem tối mới kết thúc. Sau khi ăn cơm tối xong, Bạch Vân chọn một đóa lam sắc hỏa trùng, ngồi trong phòng luyện đan, lần đầu tiên nạp hỏa trùng vào trong cơ thể. Chương 441: Tàng kinh các. Sáng sớm hôm sau, sau khi ăn điểm tâm xong, ba người Bạch Vân, Thanh Tuyết, Thanh Vũ đi đến Bạch Vân quan, bàn về trình độ phù pháp, trong tất cả các đồ đệ thì Thanh Tuyết và Thanh Vũ vẫn là cao nhất, cho nên được Bạch Vân thỉnh đến truyền thụ cho tân nhân đệ tử phù pháp. Trên lưng của Ninh Khuyết phủ Hắc Tán, một thân một mình rời khỏi đạo quan, đến Tề Quốc. Toàn bộ tam thanh quan hiện giờ chỉ còn lại ba người Lý Bình An, Thạch Hạo và Bạch Hiểu Thuần. Bên trong tiền viện Bạch Hiểu Thuần cười khì khì la lên: "Sư phụ, không có chuyện gì thì ta đi luyện đan đây. Thử xem địa hỏa luyện đan có cái gì khác biệt." Lý Bình An nói: "Chờ một chút." Thạch Hạo và Bạch Hiểu Thuần đều nhìn về Lý Bình An. Bạch Hiểu Thuần nghi hoặc nói to: "Sư phụ, người còn có việc gì phân phó sao?" Thạch Hạo hiếu kỳ hỏi: "Tàng kinh các là cái gì?" "Các ngươi nhìn cho kỹ đây." Lý Bình An thầm lẩm nhẩm nói, lấy ra phần thưởng Tàng Kinh Các, phất trần vung lên, ầm Toàn bộ đạo quan bỗng nhiên chấn động, trên vách tường phía đông của tiền viện bao phủ một tầng ngũ thải tiên vụ, ba người nhìn Lý Bình An, Thạch Hạo, Bạch Hiểu Thuần cùng nhìn về phía vách tường bị sương mù che phủ. Sương mù tán đi, trên vách tường mới xuất hiện một cổng vòng, bên trên cổng vòng viết ba chữ to lớn Tàng Kinh Các. Bạch Hiểu Thuần ngờ vực nói, sư phụ, đây chính là Tàng Kinh Các sao? Dùng để làm gì vậy? Lý Bình An cười nói, Tàng Kinh Các đương nhiên là nơi Tàng Kinh của đạo môn ta rồi cất bước đi đến cổng vòng, thạch hạo, bạch hiểu thuần vội vàng đuổi theo, dọc theo con đường đá cội mới xuất hiện, ba sư đồ đến trước cổng vòng, vừa đi qua cổng vòng, nháy mắt đã xuất hiện bên trong một tòa nhà. bên trong tòa nhà có chi chít thư giá, bên trên thư giá không hề có thư tịch, ngược lại là có những kim sắc quang cầu dày đặc, bên trên quang cầu thoáng lên từng luồng phù văn, hiện ra vẻ vô cùng thần bí. bạch hiểu thuần và thạch hạo tiên phong chạy đến giữa thư giá, hiếu kỳ đứng quan sát trước từng giá sách nhìn mấy tiểu quang cầu và ngón tay trộn rộn thạch hạo quay đầu nhìn về phía lý bình an nói sư phụ bên trong này là cái gì lý bình an đi đến trước một quang cầu nói bên trong này đều là kinh thư và công pháp tu luyện của đạo môn ta thạch hạo cả kinh hô lên nhiều như vậy sao lý bình an thầm lẩm bẩm trong lòng bởi vì đều trống không cả đấy làm quán chủ của tam thanh quan lý bình an có thể trông thấy rõ ràng từng thứ bên trong mỗi quang cầu đừng nhìn phía trên hiện lên từng phù văn, vô cùng thần bí, kỳ thực bên trong đều là rỗng tất cả, đúng chính xác là kim ngọc kỳ ngoại điển hình. Chỉ có bên trong quang cầu trước mặt Lý Bình An, một quyển sách nhỏ đang chậm rãi sinh ra, đây là đệ nhất bản thư được sinh ra từ tàng kinh các, sau này mỗi tháng đều sẽ sinh ra một quyển phổ thông đạo kinh hoặc là tu luyện chi pháp. Đợi quyển sách bên trong quang cầu hoàn toàn thành hình, Lý Bình An rỗi tay về phía quả dầu, quang cầu nổi gợn sóng, không có chút ngăn trở nào. Lý Bình An rút ra một quyển bạc sách khỏi quang cầu, bên trên bạc sách có vẽ một bông hoa sen, hai bên hoa sen viết mấy chữ khổ to, Thanh Liên Đạo Quyết. Lý Bình An lật trang sách ra đọc qua, hiện giờ Lý Bình An đã bắt đầu tìm hiểu thiên địa pháp quy, cho dù tu vi cảnh giới không cao, thế nhưng nhãn giới cũng vô cùng phi phàm, chỉ cần xem vài lần đã nhìn thấu bộ pháp quyết này, phương pháp tu luyện vô cùng thông thường, cao nhất chỉ có thể luyện tới nguyên anh kỳ, thành tiên thì vô vọng. Bạch Hiểu Thuần thấy sư phụ lấy bản thư ra khỏi quang cầu, Cùng tò mò đưa tay ra chộp về phía quang cầu trên thư giá, vừa mới đụng phải quang cầu liền hét thảm thiết một tiếng, vội vã nhảy xuống phía sau. Thạch Hạo ở bên cạnh cũng vội vàng thu tay về, chắp tay sau lưng làm bộ điềm nhiên như không, quan tâm hỏi: "Sư đệ, sao thế?" Bạch Hiểu Thuần thổi thổi tay của mình, nghĩ lại vẫn còn sợ hãi nhìn quang cầu trước mặt, nói: "Đau quá." Lý Bình An thả thư tịch trong tay về lại quang cầu, thư giá bên dưới quang cầu lập tức hiện lên mấy chữ thanh liên đạo quyết. Lý Bình An nói, thứ mà trong này cất giấu chính là những gì mà các tiên hiền của đạo môn qua từng các thời kỳ làm nên, đều có phong ấn, không thể tùy tiện chạm vào. Bạch Hiểu Thuần quay đầu nhìn về phía Lý Bình An, nghi hoặc hỏi. Sư phụ, sao người có thể đụng được? Lý Bình An cười nói, bởi vì phong ấn của bộ thư này đã được giải trừ rồi. Thạch Hạo tiếc hận nói, nói cách khác, những kinh thư khác chúng ta không được xem sao. chương 442, chuẩn bị luyện bảo lý bình an cười lớn đáp không cần phải sốt ruột nếu tàng kinh các đã xuất thế những đạo kinh khác cũng sẽ lần lượt giải trừ phong ấn đặt nền móng cho bên trong đạo môn chúng ta thạch hạo chỉ vào một thang lầu hình xoắn ốc hướng lên trên trong đại sảnh kinh ngạc nói sư phụ ở đó có thang lầu kia nó đi đến nơi nào vậy lý bình an nhìn thoáng qua rồi nói đó là tầng thứ hai tầng thứ nhất là đạo kinh công pháp dưới tiên cấp tầng thứ hai là đạo kinh công pháp dưới kim tiên cấp tạm thời vẫn chưa mở ra Bạch hiểu thần sáng rỡ hai mắt, kim tiên cấp, vừa nghe đã biết rất lợi hại rồi. Hiếu kỳ hỏi, sư phụ, khi nào thì tầng 2 mới mở ra? Lý Bình An cười nói, phải đến khi các người thành tiên. Bạch hiểu thuần mất mát nói, phải đợi lâu như vậy sao? Chúng ta đi thôi. Lý Bình An xoay người đi ra ngoài. Thạch hạo, Bạch hiểu thuần vội vàng đuổi theo, ba người đi ra khỏi đại môn của tàng kinh các, thoáng chốc đã xuất hiện ở bên ngoài cổng vòm, giống như vượt qua không gian vậy. Sau đó, Bạch Hiểu Thuần chạy đến phía sau núi Luyện Đan, một mình Thạch Hạo lén lút chạy vào bên trong sơn lâm, những mẫu thú được nuôi đều bị Tiểu Thuần thả chạy hết rồi, đây là thời gian để bổ sung một chút. Bên trong đạo quan trống rỗng, Lý Bình An đi đến bên cạnh giếng, mở miệng nói. Lấy ra phần thưởng bát quái tỏa long tỉnh. Một vòng xoáy xuất hiện ngay trước mặt, miệng giếng chậm rãi hạ xuống bên trong vòng xoáy, miệng giếng màu xanh tỏa ra bát quái trạng, mỗi một phương đều viết phù tự, bốn sợi xích buông từ miệng giếng xuống phía dưới. Lý Bình An vội vã đưa tay giơ bát quái tỏa long tỉnh, lẩm bẩm nói. Theo như lời hệ thống, bát quái tỏa long tỉnh cần đặt trên suối nguồn, đạo quan này của ta không có suối nguồn, cũng không biết miệng giếng cổ này có dùng được không. Khom lưng cẩn thận đặt bát quái tỏa long tỉnh lên trên giếng, trong luồng quang mang chói lòa, bát quái tỏa long và giếng cổ chậm rãi dung hợp, quang mang tản đi, chiếc giếng cổ bình thường đã có sự biến đổi lớn, miệng bát quái tỉnh đã nằm ở trên đất, bốn sợi xích rủ xuống trong nước, nước suối mát lạnh liên tục rào rào bay lên, thẳng đến khi lên đến miệng giếng mới dừng lại, cách miệng giếng chỉ đến 10 phân. Lý Bình An thầm thở phào nhẹ nhõm, tự nói, cũng tạm, cũng tạm, ta còn tưởng rằng phải ngập cả đạo quan chứ. Nhìn nước giếng lăn tăn nhộn nhạo, trong lòng khẽ động, nước của bát quái tỏa long tỉnh này có khác vị hay không nhỉ, lập tức vốc một vốc nước lên nếm thử, mắt của Lý Bình An thoáng chốc sáng lên, mát lạnh ngọt ngào, còn có chứa linh khí nhàn nhạt, nhạt chỉ dung hợp bát quái tỉnh thôi đã có biến hóa lớn như vậy rồi, nếu như khóa một con rồng vào đây, vậy chẳng phải sẽ biến thành quỳnh tương ngọc dịch sao?" Lý Bình An lại uống thêm vài hớp nước giếng, lúc này mới đi đến hậu viện của đạo quan, lấy đại mấy quyển kinh thư trong phòng mình ở hậu viện, nâng một chồng kinh thư đi đến tàng kinh các. Sau khi đi vào tàng kinh các, kinh thư trong tay Lý Bình An được ném đi, nói: "Đi." Toàn bộ kinh thư bay lên, trong màn kim quang chói lòa, từng quang cầu bao phủ hóa thành từng luồng lưu quang rơi xuống thư giá, phía dưới thư giá lần lượt xuất hiện từng tự thể, Ngọc Hoàng Kinh, Ngộ Chân Thiên, Thông Huyền Chân, Nhật Nguyệt Luyện Khí Quyết, Cơ Sở Thổ Nạp Pháp, Phù Triện Đại Toàn Sơ. Lý Bình An hài lòng nhìn kinh thư tự quay về vị trí cũ, vỗ tay đắc y nói. Giải quyết xong, xoay người đi ra ngoài. Giữa trưa, Thạch Hạo, Bạch Hiểu Thuần quay về, ba sư đồ ăn cơm trưa trong đại sảnh. Lý Bình An ngồi ở chủ vị, nói, tiểu thạch, vi sư có chuyện cần ngươi đi làm. Thạch hạo tò mò hỏi, sư phụ, chuyện gì vậy? Lý Bình An nói, vi sư muốn ngươi vào bên trong sơn lâm tìm chút tài liệu luyện khí, vi sư định cho các ngươi luyện chế pháp bảo càn khôn đại. Thạch hạo vỗ ngực phấn khởi nói, sư phụ, người muốn tài liệu luyện khí gì, túi ở trên người đệ tử, càn khôi đại có thể cho ta một cái túi thứ hai sao? Lý Bình An cười nói, nghĩ hay đấy, vỏ cây dương liễu rỗng ruột, lõi gỗ của cây ngô đồng, đi tìm đi thạch hạo cười hì hì gãi đầu một cái hỏi sư phụ chỉ cần mấy thứ này thôi sao chỉ mấy thứ này lý bình an nghiêm túc nói chủ ý nhất định phải là cây dương liễu rỗng ruột thạch hạo nhảy cẫng lên nói vậy ta đi ngay xoay người chạy ra phía ngoài lý bình an bạch hiểu thuần nhìn về phía bạch hiểu thuần nói tiểu thuần sư phụ còn có một việc muốn giao cho ngươi ánh mắt bạch hiểu thuần sáng lên đứng dậy vỗ ngực cam đoan nói sư phụ mời người phân phó đệ tử chắc chắn sẽ làm thật thỏa đáng. chương 443, Kim Sa Yêu Vương quay về. Lý Bình An cười nói, ừm, um, ta tin tưởng ngươi có thể làm được. Bạch Hiểu Thuần ngẩng đầu ưỡn ngực, trông đợi chờ sự an bài tử sư phụ, ta chính là đệ tử mà sư phụ xem trọng nhất, nhiệm vụ giao cho ta hẳn là quan trọng nhất, ta nhất định phải gắng sức hoàn thành, tuyệt đối không khiến sư phụ thất vọng. Lý Bình An đứng dậy nói, đem bát nồi đi rửa đi, chậm rãi đi ra ngoài bạch hiểu thuần bỗng nhiên trợn tròn mắt không phải là nhiệm vụ quan trọng nhất sao lý bình an rời khỏi bạch hiểu thuần nhìn canh thừa cơm cặn trên bàn tự an ủi bản thân nói nhất định là nhiệm vụ quá nguy hiểm sư phụ lo cho sự an toàn của ta thế nên mới để ta ở lại rửa bát hu hu thật cảm động quá quả nhiên là sư phụ hiểu rõ ta nhất đang lúc lý bình an vội vàng luyện chế càn khôn đại phía nam kim sa sa mạc nổi lên một trận bão cát bão sát cuốn về phía yêu quật của kim sa yêu vương sau khi tới tần yêu quật, bão cát thoáng chốc tiêu tan, một độc nhãn lão giả xuất hiện trên không trung, bay về phía yêu quật. Mới vừa tới gần yêu quật trong phạm vi nghìn cây, sắc mặt lão giả đột nhiên đại biến, bất thình lình tăng tốc độ, kéo thành một ảo ảnh thật dài trên không trung, bay đến trước vùng trời của ốc đảo, nhìn lướt qua ốc đảo tràn ngập xác chết, thân ảnh thoáng qua rồi hạ xuống trước một xác chết to lớn. Xác khô của hồ ly to lớn mang sắc mặt dữ tợn, nhè răng ngoác miệng, cho dù đã chết nhưng vẫn mang theo khí tức hung lệ nồng nặc lão giả khom lưng nhìn xác khô của hồ ly, da mặt không kiềm được mà run run, bên trong độc nhãn chảy xuống một giọt nước mặt, chợt ngẩng đầu giống giận gầm lên. Là ai, rốt cuộc là ai đã giết kỵ nhi? Gào, lão giả đột nhiên biến thành hồ ly thú đầu, ngửa mặt lên trời giống dài một tiếng, tầng mây trên không trung đều bị đánh tan. Âm, um, âm, um, âm, um. bên ngoài ốc đảo dâng lên từng trận sóng cát, xa lãng siêu vẹo che khuất, bao phủ toàn bộ vùng trở của ốc đảo. Kim Sa yêu vương lấy cái tay run rẩy sờ nhẹ lên thi thể của Kim Vô Kỵ, ánh mắt sung huyết tràn đầy sự thù hận, gầm nhẹ nói. Kỵ nhi, cha đã trở về rồi đây, cha đến báo thù cho ngươi, là nhân tộc thì đồ thành diệt quốc, là yêu thú thì diệt tộc. Gào, Kim Sa yêu vương ngửa mặt lên trời, giống giận thét dài, thoáng chốc phóng lên trên cao, đùng đoàn chẳng khác nào tuyết lở, cắt bụi vô tận bao phủ toàn bộ ốc đảo, tòa ốc đảo trong chớp mắt tiêu thất trong sa mạc. Ốc đảo của xà nhân tộc lúc này đã được mở rộng gấp mấy lần, những xà nhân tộc ở những ốc đảo còn lại cũng nhộn nhịp di chuyển đến đây, tượng thần nữ oa khổng lồ trông xuống, bên trong ốc đảo tràn đầy tiếng cười nói vui vẻ và sức sống. Cẩm linh như thường lệ, quỳ gối dưới chân nữ oa nương nương thành tín cầu nguyện, đang lúc cầu nguyện, tâm thần chợt hoảng hốt một trận, tiếng gầm giận dữ vang lên bên tai, kế tiếp trong đầu hiện lên bão cắt cuồn cuộn, huyết sắc độc nhãn như ẩn như hiện bên trong cắt bụi. Cẩm linh đột nhiên mở mắt, cung kính bái lại tượng thần nữ oa nói đa tạ mẫu thần đã gợi ý vội vàng trườn ra phía ngoài phi thẳng lên trên không trung đi tới sát biên giới của ốc đảo hành động bộc phát của cẩm linh cũng kinh độc đến xà nhân tộc bên trong ốc đảo một số trưởng lão rối rít tập trung về phía cẩm linh trên người của ai cũng bao được bao phủ bởi linh quang tốc độ đung đưa của đuôi cũng nhanh chóng một đám trưởng lão nhanh chóng đi tới biên giới của ốc đảo gặp được cẩm linh tay cầm quyền trượng bày thế trận chờ quân địch một tộc trưởng của bộ lạc khi trước bây giờ là trưởng lão lo lắng hỏi tộc trưởng sao vậy cẩm linh nghiêm trọng nói kim sa yêu vương đã quay về rồi cái gì kim sa yêu vương đã trở lại rồi vậy phải làm sao bây giờ kim sa yêu vương nhất định sẽ tới tìm chúng ta những trưởng lão tới từ ốc đảo khác vô thức hô lên một tiếng sợ hãi sinh lòng sợ sệt khôn cùng đại trưởng lão cả giận nói sợ cái gì mà sợ chúng ta chính là hậu nhân của nữ oa các người vậy mà lại bị một con yêu vương dọa cho sợ vỡ mật, đúng là khiến nữ oa nương nương mất mặt. Toàn bộ trưởng lão vô thức quay đầu nhìn về tượng thần vĩ đại ở nơi trung tâm của ốc đảo, tượng thần to lớn oai phong uy nghiêm cao chót vót ở trung tâm ốc đảo, giống như định hải thần châm vậy, khiến cho lòng của xà nhân tộc vững vàng. Những tộc trưởng của các bộ lạc khác nói: "Vinh quang của nữ oa nương nương, ta nguyện ý lấy cái chết để bảo vệ, thế nhưng thời gian tu luyện của chúng ta quá ngắn, không phải là đối thủ của kim xà yêu vương." lo lắng của ta là hậu nhân nữ oa chúng ta còn có thể truyền thừa được hay không. chương 444, Cẩm Linh chiến kim sa. Cẩm Linh dịu giọng nói, không cần phải lo lắng, nữ oa nương nương sẽ phù hộ cho hậu nhân của người, các người quay về dẫn tộc nhân tập trung dưới tượng thần đi, nơi đây cứ giao cho ta. Đại trưởng lão cúi đầu đáp, rõ, xoay người trường về bên trong ốc đảo, đại trưởng lão có lòng tin mãnh liệt với tộc trưởng. Bởi vì tộc trưởng chính là thánh nữ mà nữ oa nương nương đã lựa chọn. Những trưởng lão khác thấy thế cũng ồn ào trườn vào bên trong, nhanh chóng tập trung các tộc nhân, đi tới trước hồ nước, điều khiển toàn tộc ít kiến. Không lâu sau đó, tiếng đùng đoàn như cửu thiên lôi đình vang lên, trời đất nổi lên cuồng phong, trong gió cuốn đầy cát bụi. Bão cát thông thiên triệt địa từ nơi chân trời cuốn tới, ốc đảo ở trước bão cát lộ ra vẻ nhỏ bé, chỉ có thể bị ép phải gánh chịu sự tàn phá bừa bãi của cát bụi, bất cứ lúc nào cũng có thể bị hủy diệt. Trong cuồng phong, xà nhân tộc quỳ gối trước tượng thần càng thêm thấp thỏm lo âu, bóng dáng lung lay lảo đảo, những xà nhân tộc tới từ những bộ lạc khác chưa từng thấy nữ oa nương nương hiển linh, khuyết thiếu lòng tin với nữ oa nương nương. Mà những xà nhân tộc đã chứng kiến đêm tượng thần nữ oa hàng lâm cũng vẫn hoảng sợ, sự sợ hãi trong 500 năm bị nô dịch, chèn ép, không phải có thể tiêu trừ dễ dàng như vậy. Cẩm linh đứng ở ranh giới của ốc đảo chậm rãi bay lên cao, chăm chú nhìn vào bão cát đang cuốn đến bão cát biến ảo tạo thành một con thú đầu khổng lồ, gào. Một tiếng giống to rung trời, xa trần thú đầu mang theo phong thế không thể so sánh được sông về phía ốc đảo. Quyền trượng trong tay cẩm linh dơ lên, vung về phía bão cát, một luồng bạch quang bay ra, ầm Bạch quang đụng vào bão cát, bạch quang bất thình lình nổ tung, bạch quang cuốn theo cả thiên địa. Toàn bộ cát bụi hoàn toàn mất đi động lực dưới sự tỏa sáng của bạch quang, rào rào rơi xuống dưới, tạo nên cồn cát nối dài nhau không dứt. Kim Sa yêu vương đứng lơ lửng trên không trung, bên trong độc nhãn lóe lên quang mang của máu, nghiến răng nghiến lợi nói. Được, được lắm, lại có tu vi như vậy, kỵ nhi của ta nhất định là do ngươi giết. Nhìn pho tượng xà nhân vĩ đại cao chót vót trong trung tâm của ốc đảo, trong lòng càng giấy lên thú tính muốn hủy diệt tất cả, không thèm truy đến cùng vì sao xà nhân tộc lại xảy ra sự biến hóa khổng lồ như vậy, gào thét gầm lên. Xà nhân tộc, giết kỵ nhi của ta, hôm nay ta phải khiến các ngươi diệt tộc. Bên trong ốc đảo, rất nhiều tộc nhân của xà nhân tộc theo bản năng run lên. Cẩm linh bay lơ lửng trên không trung, mở miệng nói. Nơi đây chẳng có xà nhân tộc gì cả, chỉ có hậu nhân của nữ oa. Gào, kim xà yêu vương giống dài một tiếng, thân ảnh chợt lóe lên rồi vào tời trước mặt cẩm linh, bổ ra một chảo, móng vuốt sắc bén cào ra năm đường hoàng sắc chảo ngân. Luận về kinh nghiệm chiến đấu, Cẩm Linh không thể bằng được Kim xà Yêu Vương, bản thân Cẩm Linh cũng biết rõ điểm này, thân thể chợt vọt lên một luồng bạch sắc khí thể, bên trong bạch sắc khí lưu, từng luồng phù văn mọc lên, đây chính là một loại pháp thuật hộ thể trong công pháp được truyền thừa. Xoẹt một tiếng, một chảo của kim sa yêu vương chọc phải bạch sắc khí thể, cẩm linh mượn lực bịch một tiếng rồi bay ra ngoài, kéo giãn khoảng cách. Gào, kim sa yêu vương gầm lên giận dữ, từng luồng cắt bụi ngưng tụ lên bên trong sa mạc, giống tiểu thương phóng lên cao rồi vọt về phía cẩm linh, vô số tiểu thương mang tốc độ cực nhưng, giống như vô số luồng lưu quang vậy, nguyên khí thổ trúc tính bao trùm phía trên mang lại cho xa thương lực sát thương kinh khủng. Quyền trượng trong tay cẩm linh bất thình lình duỗi một cái về phía trước, quát lên. Lui tán, vô số tiểu thương sắc nhọn kiên cố không gì phá nổi trên không trung, ầm một tiếng rồi đồng thời tán loạn, hóa thành cát bay lả tả đầy trời. Gào, kim sa yêu vương lại gầm lên giận dữ, từng hạt cát bên trong sa mạc tạo thành dây thường bay vọt lên trên không trung, mấy trăm chiếc dây thẳng cát bay lượn đầy trời, giống như quần ma loạn vũ vậy vù, vù, vù. Dây thừng cắt cùng vung về phía Cẩm Linh, quét qua không trung tạo nên tình cảnh phá không kịch liệt. Cẩm Linh mặt không đổi sắc, quyền trượng điểm một cái rồi nói. Đi, dây thừng cắt trên không trung ngừng lại, thoáng chốc quay lại vung về phía Kim Sa Yêu Vương. Kim Sa Yêu Vương biến sắc, vội vàng thay hình đổi vị, liên tục thoát ẩn thoát hiện trên không trung. Chát, 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 dây từng cắt quất lên từng tàn ảnh của Kim Sa Yêu Vương, rơi xuống sa mạc để lại một cái rãnh giật sâu, cho thấy lực lượng đáng sợ chứa trên bản thân nó, thế nhưng rãnh sâu xuất hiện trong sa mạc nháy mắt đã bị những hạt cát xung quanh lấp lại. Chương 445, Cẩm Linh chiến kim sa hạ. Chát 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 chát, mấy trăm sợi dây thường giống như roi da mà không ngừng theo sát kim sa yêu vương, không khí cũng bị quất tung tóe không ngừng. Gào, sao có thể thế được? Đây là nguyên kỹ của ta, sao ngươi có thể nắm nguyên kỹ của ta trong tay được? Kim Sa Yêu Vương vừa né tránh, vừa gầm lên giống giận từng tiếng, đồng rời trong lòng cũng dấy lên sự hoang mang và sát khí nồng nặc. Nếu như nói sát khí khi trước là muốn báo thù cho con trai, hiện giờ trải qua vài lần giao thủ ngắn ngủi, Cẩm Linh trực tiếp xua tan hai loại nguyên khí của hắn, còn chiếm lấy quyền khống chế của một loại nguyên kỹ, cảm giác gặp phải thiên địch này, khiến cho sát khí của Kim Sa Yêu Vương thoáng chốc mãnh liệt gấp 10 lần, xa nhân tộc tuyệt không thể lưu lại, nhất định phải diệt tộc. Cẩm Linh không hề có ý trả lời Kim Sa Yêu Vương, nữ oa nương nương chính là đại địa mẫu thần, với tư cách là hậu nhân của nữ oa, nắm trong tay đại địa lực chẳng lẽ không đúng sao? Tay nhấc lên, ầm ầm ầm, từng trụ cát mọc lên trên sa mạc, những trụ cát chi chít hình thành nên một lồng giam khổng lồ, mỗi một trụ cát đều lưu động trên sa mạc, lồng giam từ từ nhỏ dần. Kim Sa yêu vương ở bên trong lao lung lập tức cảm thấy sự uy hiếp cường đại, trong lòng vang lên tiếng chuông báo động. Gào, nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay vươn ra lợi chảo dài ngoằng, thân ảnh kéo thành từng tàn ảnh răng khắp nơi trên không trung, từng luồng tia sáng thoáng qua trên dây thừng cát, dây thừng cái rầm 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 liên tục bị phá hư, hóa thành một luồng lưu sa rồi rơi xuống phía dưới. Kim Sa yêu vương hiện nguyên hình, thân người đầu hồ ly, bên trong độc nhãn mang theo sát ý điên cuồng, gầm thét giống giận. Sa nhân tộc, bản vương phải diệt tộc các ngươi, chờ đó cho bản vương. Sau vài lần giao thủ chiếm thế thượng phong, trong lòng cẩm linh dâng lên niềm tự tin mãnh liệt, nhàn nhạt nói ngươi không đi được đâu kim sa yêu vương quay đầu nhìn thoáng qua trụ cát vây quanh mình sằng sặc la lên muốn lấy cái này bắt được ta sao quá khinh thường bản vương rồi đấy chờ đến khi bản vương quay về đó chính là ngày diệt vong của các ngươi thân ảnh thoáng chốc phóng lên cao bay về phía vùng trời quyền trượng trong tay cầm linh chỉ một cái nói hóa đá một luồng lưu quang bay ra khỏi quyền trượng bắn lên trên người kim sa yêu vương thân thể của kim sa yêu vương thoáng chán động đang cao tốc phi hành thì lập tức ngừng lại, rơi xuống phía dưới không khác nào đá rơi, vịch một tiếng rồi rơi xuống sa mạc, chân biến thành đá màu xám trắng trước tiên, sau đó là cẳng chân, tiếp đó là thắt lưng, lưu sa trụ xung quanh cũng uốn lượt, ầm một tiếng, hợp lại ở phía trên rồi tạo thành một lồng giam, kim sa yêu vương ở bên trong lồng giam đang lần lượt hóa đá. Kim sa yêu vương chờ mắt thân thể của chính mình, thân thể của chính mình liên tục biến thành đá, mất đi cảm giác. Cẩm linh chậm rãi hạ xuống từ trên không trung, nói. Kim Sa yêu vương, ngươi làm nhiều vô kể điều ác, tội ác ngập trời, quãng đời còn lại trải qua trong chiếc lồng giam này đi. Kim Sa yêu vương ngẩng đầu, đỏ mắt nhìn chằm chằm Cẩm Linh, dường như muốn khắc sâu nàng trong lòng mình vậy, đá đã, đã hóa đến ngực, ước chừng chỉ chốc lát sau sẽ hoàn toàn biến thành thạch đầu hồ ly. Kim Sa yêu vương giống giận gầm thét, xa nhân tộc chết tiệt, đều do các ngươi ép ra, cho dù có phải trả đại giá nhập ma, ta cũng phải chết giết sạch các ngươi. Gắng sức giơ tay trái lên, trong tay lóe lên xuất hiện một miếng lân phiến, dùng sức nắm chặt lấy lân phiến, ầm một tiếng, lân phiến vỡ tan tành. Gào, một tiếng giống rung trời vang lên, trong tiếng gào thét, một thân ảnh ma long giữ tận hiện lên trên đỉnh đầu của kim sa yêu vương. Ánh mắt của cẩm linh khựng lại, trong lòng vô thức giấy lên một nỗi sợ hãi, sau đó lại xuất hiện sự thù hận là nó, ma long phía trên bích hỏa trong mật thất nhất định là nó, là nó đã mang yêu ma đến sát nhập tổ địa, nô dịch chúng ta 500 năm. Ảo ảnh của ma long bất thình lình xông vào trong cơ thể của kim sa yêu vương, thân thể của kim sa yêu vương nháy mắt tỏa ra khí tức mãnh liệt, hình thành nên một luồng hắc sắc toàn phong lấy tốc độ cực nhanh xoay tròn xung quanh thân thể, thân người đang hóa đá ầm ầm vỡ vụn. Gào, kim sa yêu vương mang theo hắc khí cuồn cuộn trong nháy mắt phóng lên trên cao, trụ cắt tạo thành lồng giam ầm một tiếng rồi bị phá thành một lỗ lớn, cát bụi nổi dậy bốn phía. Cẩm linh vô thức kêu rên một tiếng đau đớn, thân thể trên không trung lùi về mấy mét chương 446, Ninh Khuyết tới Nam Triều. Kim sa yêu vương kho người lơ lửng trên không trung, hai tay mang theo huyết hồng lợi chảo, hắc khí quanh quẩn bên người, chẳng khác nào ma đầu đi ra từ địa ngục, mắt nhìn xuống ốc đảo phía dưới mà cười khẳng khặc rung động cả không trung. Cẩm linh bay lên trên, trôi lơ lửng trên vùng trời ốc đảo, đối lập với kim sa yêu vương. Chết đi, chê hết cho ta, dám giết hài nhi của ta, ta muốn toàn tộc các người phải đền mạng. Thân ảnh của kim sa yêu vương lóe lên, như quỷ mị xuất hiện trước người cẩm linh, xuất ra một chảo, vẽ lên không trung năm dấu vết đảo như máu. Quanh người cẩm linh thoáng chốc xuất hiện một luồng bạch sắc loa toàn khí lưu, một chảo của kim sa yêu vương đập vào loa toàn khí lưu, ầm một tiếng vang rội, cẩm linh đau đớn rên lên một tiếng rồi lao xuống phía dưới, ầm ầm một tiếng rơi xuống dưới hồ, vang lên một cột nước khổng lồ, xà nhân tộc chung quanh tất cả đều hoảng loạn. Khắc khắc khắc, kêu rên đi, khóc lóc đi, cầu xin đi các ngươi đến một kẻ cũng không thể chạy được đâu kim sa yêu vương bất thình lình vọt xuống phía dưới một ít tiểu hài tử xà nhân còn nhỏ ở phía dưới bị dọa sợ đến nỗi khóc lên cẩm linh rào rào rồi lao ra khỏi hồ nước tượng thần nữ oa khổng lồ bất thình lình toát ra quang mang mịt mù bạch quang lấy tượng thần nữ oa làm trung tâm khuếch tán ra ngoài bạch quang đụng phải người của kim sa yêu vương đùng một tiếng vang dội gào kim sa yêu vương kêu thảm một tiếng thoáng chốc bị đánh bay bay xa như lưu tinh rồi biến mất hẳn trước mắt mọi người, bạch sắc quang mang tràn ngập toàn bộ ốc đảo. Bọn nhỏ cùng ngừng tiếng khóc lại, tò mò nhìn bạch quang bên người. Những người lớn đều kích động đến run rẩy cả thân mình, là nữ oa nương nương, là nữ oa nương nương đã cứu chúng ta. Cẩm linh rơi xuống nước, nằm dạp xuống cung kính bái lại nói. Đa tạ nữ oa nương nương. Những xà nhân tộc còn lại cũng đều rối rít kích động nói to. Đa tạ nữ oa nương nương. Lễ tán nữ oa nương nương. Mẫu thần, mẫu thần. Cách ốc đảo ngàn dặm, một thân ảnh khổng lồ dáng từ trên trời xuống, bịch một tiếng rơi xuống sa mạc, đập thẳng ra một cái hố lớn trong nền cát, chui thật sâu vào trong lòng đất, sau một khắc, hố lớn đã bị lưu sa bao phủ. Một lúc lâu sau, mặt cát lay động, một chiếc móng vuốt lông lá đột nhiên thò ra khỏi lòng đất, sạt một tiếng túm lấy nền cát, sau đó, con thú đầu giữ tợn nhô ra khỏi đất, lắc lắc đầu, cát vun tung bay. Miệng của Kim Sa yêu vương không ngừng nhỏ máu tươi, há hốc miệng thở dốc nhìn về phía ốc đảo của xà nhân trong mắt mang theo sự sợ hãi pho tượng kia rốt cuộc là vật gì sao lại mạnh mẽ đến vậy khụ khụ kim xà yêu vương ho khan dữ dội vài tiếng máu tụ đen ngòm nhỏ từ khóe miệng xuống thấm vào trong cát trong mắt hàm chứa hung quang nói tuyệt không thể lưu xà nhân tộc được pho tượng kia cũng là trí bảo khụ khụ chỉ có thể bẩm báo với chủ nhân thôi kim sa yêu vương độc nhãn nhìn về phương hướng ốc đảo của xà nhân tộc Thân ảnh lập tức lại chìm vào bên trong sa mạc. Nam Triều nằm ở phía nam của Đại Đường, Kiếm Huyền Sơn mạch giống như lạch trời, ngăn cách Nam Triều và Đại Đường, Kiếm Huyền Sơn mạch sơn thế kỳ hiểm, yêu thú hoành hành, cho dù là tu luyện giả thì cũng khó mà vượt qua được, cho nên hai nước rất ít giao lưu qua lại. Lúc này, một thiếu niên ăn mặc kỳ quái, mang theo hắc tán đi khỏi Kiếm Huyền Sơn mạch. Bên trong một dãy núi âm u ở phương bắc Nam Triều, tiếng quỷ khóc sói gào thường xuyên vang lên. Từng sơn động mới tinh được khai thác bên trong sơn mạch, mỗi một sơn động đều chứa thâm hàn quỷ khí. Bên trong một sơn động to lớn, vài bóng người phân chia theo chủ thứ ngồi xuống, xung quanh vách núi châm đuốc cháy hừng hực, chiếu sáng cả sơn động. Chủ vị mà một số hắc y nhân âm trầm ngồi bên tay trái, bên tay phải là bạch y nhân, người của Thánh Đường. M sát tông tông chủ ngồi trên chủ vị khàn khàn nói: "Đại giáo chủ đại nhân, M sát tông chúng ta chỉ là một tiểu tông phái." không đáng để ngài đích thân tới cửa đúng chứ? Nếu như ngài không đồng ý cho chúng ta lập căn cơ ở Nam Triều, chúng ta sẽ lập tức đi ngay. Toàn bộ trưởng lão của M sát tông ngồi bên trái cũng thấp thỏm nhìn đại giáo chủ Thánh Đường bên phải, M sát tông nhỏ bé so với Thánh Đường đúng là ánh nến so với nhật nguyệt, không thể so sánh được, cho nên việc Thánh Đường đại giáo chủ đến đây khiến bọn họ không thể không căng thẳng. Một người trung niên bên tay phải, khóe miệng mang theo tiêu ý nói: "M sát tông ở Khánh Quốc, không đúng Hiện giờ phải là Đường Quốc, cũng được coi là tông môn số 1 số 2, vì sao lại đột nhiên di chuyển đến Nam Triều? Chương 447, Đại giáo chủ Nam Triều. Mộng tông chủ mang sắc mặt u ám nói, là địa phủ khinh người quá đáng, không cho chúng ta chút đường sống này, đến nước ấy mới khiến cho chúng ta bị ép phải rời đi. Đại giáo chủ mắt sáng rỡ, hiếu kỳ hỏi, địa phủ thật sự tồn tại sao? Mộng tông chủ gật đầu, khàn khàn nói, tồn tại Hai đệ tử của ta cũng bởi vì luyện quỷ ở đất Emmer sát bị quỷ xoa ở địa phủ phát hiện, hồn phách đã bị địa phủ bắt đi rồi." Đại giáo chủ gật đầu cười nói, "Ngươi rất hận đại đường, rất hận địa phủ." Thân thể của mộng tông chủ cứng đờ, chỉ là hai đệ tử nhỏ bé mà thôi, bản thân mình hoàn toàn không để trong lòng, thế nhưng bị đoạn tuyệt căn cơ tu luyện, bị ép phải tha hương cầu thực, muốn nói không oán hận thì là không thể, thế nhưng nếu nói muốn trả thù thì thật sự không dám, nhưng vẫn gật đầu một cái, u ám đáp. "Đúng Đại giáo chủ vỗ tay một cái, mang vẻ mặt tươi cười nói. Được, đã như vậy, đem tất cả mọi chuyện mà ngươi biết về đại đường kể hết ra đi, bản tỏa giúp ngươi báo thù. Mộng tông chủ thầm dùng mình, Nam Triều muốn khai chiến với đại đường sao? Thế nhưng có sự tồn tại của kiếm huyền thiên tiệp, sao đại quân có thể vượt qua được? Bản thân mình đã dấn sâu vào trong vòng xoáy này, sợ rằng toàn bộ em mờ sát tông đều bị khuấy thành phấn vụn, thế nhưng có thể từ chối sao? Mộng tông chủ nhìn đại giáo chủ đang cười tủm tỉm, biết mình hoàn toàn không thể từ chối được, gật đầu nói. Được, thế nhưng ta không biết nhiều đâu. Đại giáo chủ cười nói, biết bao nhiêu thì nói bấy nhiêu. Rõ, mộng tông chủ nói tiếp, sau khi đại đường thay thế Khánh Quốc, thành lập chế độ quân chủ lập hiến gì đó, hoàng đế đường quốc tế bái tam hoàng ngũ đế, tuyên thệ rằng hoàng đế sẽ không cầm quyền nữa, quyền lợi dân sinh giao cho nội các xử lý. Nhìn về phía đoàn người của thánh đường, hỏi, đại giáo chủ, ngài đã từng nghe nói đến tam hoàng ngũ đế chưa? Đại giáo chủ gật đầu cười nói, thiên hoàng phục hị, địa hoàng thần nông, nhân hoàng hiên viên, những truyền thuyết lưu truyền tại đại đường là thời kỳ cộng chủ đầu tiên của nhân tộc trong hồng hoang viễn cổ. Mộng tông chủ gật đầu nói, là truyền thuyết do hoàng thất thả ra, tuy rằng không biết đó có phải sự thực hay không, thế nhưng sau khi hoàng đế đại đường tế bái tam hoàng ngũ đế, quả thực đã ủy quyền cho nội các xử lý quốc chính. Sau đó là thành trì, hiện giờ bên trong mỗi tòa thành đều có một tòa thành hoàng điện, bên trong mỗi thôn xóm đều có thổ địa miếu, thần linh khắp nơi. Sắc mặt của đại giáo chủ dần dần nghiêm lại, địa phủ bên trong đại đường thật sự tồn tại, thần linh, đạo môn nhiều như vậy, rốt cuộc sao có thể làm đến thế được. Thỉnh chư vị em mờ sát tông ra đây. Một tiếng hét lớn vang lên từ phía bên ngoài, âm thanh trùng trùng điệp điệp vang vọng trong dãy núi. Mộng tông chủ dừng lại, sắc mặt xa sầm nói người nào không biết sống chết mà lại dám đến m sát tông làm càn nhìn về phía đại giáo chủ nói đại giáo chủ đợi một chút ta đi xem là ai đến đây tìm chết đại giáo chủ đứng dậy cười nói cùng ra đi các ngươi mới vừa chuyển đến đã có cửu ra tới cửa bản tỏa cũng vô cùng tò mò là ai thạo tin đến vậy đoàn người nhanh chóng xải bước ra ngoài bên trong các sơn động ở phụ cận đều có từng đệ tử của m sát tông âm trầm đi ra đứng ở cửa động ngẩng đầu nhìn ninh khuyết đứng thẳng người Đột nhiên sợ hãi một trận. Ở nơi cửa động cao nhân, nhóm người Mộng tông chủ và đại giáo chủ xuất hiện. Con người của Mộng tông chủ rụt lại, vô thức nói: "Đạo môn." Đại giáo chủ cũng đánh giá Ninh Khuyết, cười nói: "Đây chính là đạo sĩ sao? Một thân một mình mà cũng dám xông vào Nam triều, to gan thật đấy." Mộng tông chủ nghiêm trọng giới thiệu, nói: "Đại giáo chủ, đây chính là thanh minh của Đạo môn tổ đình Tam thanh quan, đã từng chém giết tứ giai trên chiến trường phong thần." tuyệt đối không thể coi thường. Đại giáo chủ đánh giá Ninh Khuyết, kinh ngạc nói, hắn chính là Thanh Minh. Mông Tông chủ gật đầu, sau đó nhìn về phía Ninh Khuyết, khàn khàn nói, Thanh Minh đạo trưởng, nơi đây là Nam Triều không phải đại đường, tuyệt không phải là nơi mà ngươi có thể càn rỡ, bây giờ quay về, bản vạ có thể coi như ngươi chưa từng tới đây. Tay của Ninh Khuyết rũi ta, thủ liên trên cổ tay trường đi giống như linh xà, hóa thành một tỏa liên đen kịt rơi xuống lòng bàn tay mộng tông chủ vô thức la lên, câu hồn tỏa liên, chương 448, Ninh Khuyết câu hồn, bên trong con người thoáng qua sự sợ hãi. Ninh Khuyết quét mắt một cái, đường nhìn dừng lại một chút trên thân của đám người thánh đường, bình thản nói. Em sát tông tàn sát bách tính một chấn, tội không thể xá. Theo bần đạo quay về địa phủ chịu phạt, một đám đệ tử của em sát tông đứng ở phía dưới, tất cả đều mang vẻ mặt sợ hãi, nghĩ đến hình phạt của 18 tầng địa phục viết trên phong thần diễn nghĩa, từng người một sinh lòng sợ sệt, dâng lên một sự hối hận đến khôn cùng, lúc đó sao lại nghe mệnh lệnh của tông chủ, thống hạ sát thủ với bách tính cơ chứ. Mộng tông chủ ở phía trên thầm run giấy, giận dữ hô to. Thanh minh, ta đã là người của Nam Triều, địa phủ nơi đại đường của ngươi không thể quản được Nam Triều đâu. Đại giáo chủ cũng cười sảng khoái nói, thanh minh đạo trưởng đúng không, dám đến Nam Triều giết người, ai cho ngươi lá gan đó. Nghe thấy lời nói của đại giáo chủ, trong lòng mộng tông chủ thoáng yên tâm lại, quát lớn gào lên. Thanh minh, đại giáo chủ của thánh đường có ở đây, còn không mau lui xuống. Đại giáo chủ bay lên trên không, nói, muốn chạy, hiện giờ đã muộn rồi. Quyền trượng trong tay chỉ về phía ninh khuyết, quát lên. Cấm cố, một luồng bạch quang bay ra khỏi quyền trượng, giống như dây thừng quấn về phía ninh khuyết. Thân ảnh của ninh khuyết chẳng khác nào quỷ mị mà biến mất ngay tại chỗ, thoáng chốc xuất hiện trước mặt đại giáo chủ, tránh thoát bạch quang, đồng thời tung ra một trường. Đại giáo chủ vội vàng đón nhận một trường, ầm một tiếng vang lên, hai trường tương giao, tất hắc sắc quỷ khí đại phóng, đại chủ giáo kêu rên một tiếng, thoáng chốc bật ra ngoài, đùng đoàn một tiếng nện lên trên vách núi, ghim vào trong vách đá, trên người ngưng tụ một tầng hắc sắc huyền băng, sắc mặt trắng bệch. Đá trên núi ảo ảo rơi xuống, Ninh Khuyết chậm rãi thu tay lại, đứng im tại chỗ. Da mặt của mộng tông chủ giật giật, gầm lên gào thét mọi người cùng nhau xuất thủ. Toàn bộ đệ tử M sát tông, tất cả đều phóng ra bản mệnh lệ quỷ của mình, bên trong sơn mạch phút chốc vang lên tiếng quỷ khóc sói gào, âm phong gào thét từng đợt, toàn bộ lệ quỷ gào thét lao về phía Ninh Khuyết, có nhất giai, có nhị giai, cũng có cả tam giai. Ninh Khuyết thản nhiên nói, quỷ môn quan hàng lâm, không khí trên vùng trời của sơn mạch vặn vẹo một trận, một tòa thạch môn đen cọt giống như vượt qua không gian mà hạ xuống, trên hai phiến thạch môn có một quỷ đầu dữ tợn, ngọn hồng sắc liệt diễm hừng hực cháy. Quỷ môn quan hạ xuống, toàn bộ lệ quỷ đang gào thét trong phút chốc dừng lại trên không trung, con nào con nấy đều lạnh run, hồn thể chấn động dữ dội, hoàn toàn mất đi vẻ hung lệ khi trước. Ninh Khuyết phi thân lên đứng trên vùng trời của quỷ môn quan, mắt nhìn xuống đám đệ tử của em mờ sát tông ở phía dưới. Trong lòng mộng tông chủ thầm trùng xuống, giống giận gào lên. Chết, ngươi chết đi cho ta, bất thình lình hóa thành một đạo hắc ảnh phóng về phía ninh khuyết trong tay ngưng hiện thành một thanh huyết sắc quỷ đầu đại đao bổ một đao xuống ninh khuyết câu hồn tỏa liên trong tay ninh khuyết bắn ra keng một tiếng đụng phải quỷ đầu đại đao quỷ đầu đại đao ngay lập tức hóa thành một luồng quỷ khí rồi tiêu tán phập câu hồn tỏa liên xuyên qua cơ thể của mộng tông chủ nổ ra một màn huyết hoa thân thể của mộng tông chủ run lên không thể nào tin được mà lầm bầm nói một chiêu một chiêu cũng không tiếp nổi ngươi sao ngươi có thể mạnh như vậy ninh khuyết thản nhiên nói là ngươi quá yếu câu hồn tỏa liên vừa thu lại một tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên linh hồn của mộng tông chủ bị rút ra thi thể rơi xuống phía dưới trốn mau tông chủ chết rồi chạy mau đi đệ tử của em m sát tông phía dưới ai nấy cũng đều hoảng sợ gào thét chạy tứ tán ninh khuyết nói quỷ môn quan khai quỷ môn quan ầm ầm một tiếng rồi mở rộng bên trong hiện ra một vòng xoáy tối đen như mực bên trong vòng xoáy, trên trăm chiếc câu hồn tỏa liên đồng thời bay ra, chi chít bay xuống phía dưới, phập phập phập, từng chiếc câu hồn tỏa liên liên tiếp đâm vào bên trong cơ thể của đệ tử M. Sát Tông. Những đệ tử của M. Sát Tông trong phút chốc bị câu hồn tỏa liên đâm phải thì nhất thời dừng lại, câu hồn tỏa liên câu lấy linh hồn rồi thu về, trên người của đệ tử M. Sát Tông không hề có một vết thương nào, thế nhưng ai cũng đều ầm ầm ngã nhào xuống đất, im hơi lặng tiếng chết đi. Những lệ quỷ trên không trung bị quỷ môn quan trấn áp, cũng đều bị câu hồn tỏa liên bắt lại, kéo vào bên trong vòng xoáy. Toàn bộ đệ tử của M sát tông không ai có thể chạy thoát, đều bị câu hồn thu vào trong quỷ môn quan, hóa thành từng viên hồn châu, được ninh khuyết thu hồi lại, chỉ trong chớp mắt, M sát tông toàn diệt. chương 449, Khoe Đồ, những người của thánh đường đứng trước cửa động ở phía dưới nhìn vậy mà ngây người, bên cạnh đầy những thi thể của trưởng lão M sát tông, có hai trưởng lão đã chạy vào bên trong huyệt động hơn 10 mét, thế nhưng vẫn bị câu hồn tỏa liên vô thanh vô tức xuyên nhập vào cơ thể, câu hồn ra, không hề dẫy dụa chút nào, ngã xuống đất rồi chết đi. Một thánh đường giáo chủ thất thần lẩm bẩm nói, yêu ma, yêu ma, hắn chính là yêu ma. Ninh Khuyết đứng trên quỷ môn quan, do xét nhìn đám người của thánh đường mấy lần, quỷ môn quan dưới chân vô thanh vô tức biến mất, xoay người phi về nơi phương xa. Đại giáo chủ, mau cứu đại giáo chủ. Mọi người của thánh đường bỗng nhiên phục hồi lại tinh thần, có hai giáo chủ tu vi tam giai vội vã phi thân lên, lôi đại giáo chủ ra khỏi vách núi, đáp xuống trước sơn động, dùng hết minh nguyên khí để khu trừ hắc sắc huyền băng trên người đại giáo chủ. Chỉ chốc lát sau, đại giáo chủ dùng rằng đứng lên, sắc mặt âm u nói. Là tứ giai đỉnh phong, hắn hoàn toàn không phải tứ giai trung kỳ trong phong thần diễn nghĩa nữa, hắn là tứ giai đỉnh phong cảnh giới. Cả giận nói, phong thần diễn nghĩa đều là gạt người. Một giáo chủ rè chừng hỏi đại giáo chủ m sát tông đã chết hết cả rồi bây giờ chúng ta phải làm gì đại giáo chủ nhìn thi thể xung quanh nói quay về toàn bộ người của thánh đường rời khỏi sơn mạch bay về phía nam triều thánh đường tổng bộ sau khi ninh khuyết rời khỏi sơn mạch vượt qua cương vực nam triều rồi tiến vào trong kiếm huyền sơn mạch đi thẳng từ kiếm huyền sơn mạch vào trong địa phủ giao toàn bộ hồn phách của toàn tông m sát tông cho phán quan sau đó do tần quảng vương thẩm tra xử lý những chuyện về sau thì không liên quan đến ninh khuyết âm luật nghiêm ngặt bọn họ sẽ nhận lấy hình phạt thích đáng sau đó ninh khuyết thông qua địa phủ xuất hiện ở bên ngoài tam thanh quan đẩy đại môn của tam thanh quan ra rồi đi vào bên trong tiền viện bạch hiểu thuần đang nhắm mắt nằm trên một chiếc ghế dựa giơ chân lên bắt chéo lại tiêu dao tự tại ninh khuyết đi tới cười nói sư huynh ngươi lại ngủ trên ghế của sư phụ bạch hiểu thuần mở mắt ngồi dậy cười nói sư phụ không thèm để ý đâu chớp mắt rồi nói, "Sư đệ, sư huynh biểu diễn một pháp thuật mà ta mới học được cho đệ xem." "Pháp thuật mới học?" Ninh Khuyết thoáng sững sờ. Bạch Hiểu Thuần đứng lên, nhặt một tảng đá ở dưới đất, hắng giọng một cái rồi nói, "Sư đệ nhìn kỹ đây, đây chính là một tảng đá." Ninh Khuyết gật đầu, nghi hoặc nhìn Bạch Hiểu Thuần, "Tảng đá thì làm sao?" Bạch Hiểu Thuần đắc ý nói, "Nhìn cho kỹ đây, chứng kiến thời khắc kỳ tích sắp đến." Tay vung lên ném tảng đá đi mới vừa bay được hơn chục phân thì thoáng chốc biến mất bạch hiểu thuần làm bộ kinh ngạc hô lên đệ nhìn đi tảng đá biến mất rồi đưa tay chộp một cái tảng đá trong nháy mắt xuất hiện ở trong tay đắc ý kêu lên đệ xem lại xuất hiện rồi tay ném tảng đá đi nói tảng đá biến mất rồi tay chộp lại tảng đá xuất hiện nói tảng đá lại xuất hiện tảng đá mất rồi tảng đá lại xuất hiện nè bạch hiểu thuần ném tảng đá mấy lần Người hì hì nhìn Ninh Khuyết nói. Sư đệ, ngươi nói xem có thần kỳ không? Khóe miệng của Ninh Khuyết giật giật vài cái, không còn lời gì để nói đáp. Sư huynh, có phải ngươi lại trộm không gian nguyên khí của Bạch Vân sư đệ chơi đúng không? Bạch Hiểu Thuần lắc đầu nói. Không có. Vỗ vỗ cái túi nhỏ rắt bên trong mình, Dương Dương Đắc Y nói. Đây là càn khôn đại, chữ vật pháp bảo mà sư phụ đặc biệt luyện chế cho ta đấy. Ninh Khuyết kinh ngạc nhìn cái túi bên hông Bạch Hiểu Thuần trên cái túi màu xám cho in một tấm thái cực phù, dùng hoàng Thăng thắt ở bên hông. Thanh Minh, đến đây. Giọng nói của Lý Bình An ở hậu viện vang lên. Ninh Khuyết vội vã lên tiếng. Vâng, nhanh chân đi đến hậu viện. Bạch Hiểu Thuần tiếc nuối nói. Chỗ tốt càn khôn đại của ta vẫn chưa giới thiệu xong với sư đệ cơ mà. Trong lương đình bên cạnh hồ nước của hậu viện, Lý Bình An đang ngồi ở bên trong, nhàn nhã thưởng thức trà, dương quang sau giờ ngọ chiếu lên trên người, vô cùng ấm áp. Ninh Khuyết đi tới trước Lương Đình, cung kinh chắp tay thi lễ, bái một bái thật sâu, nói. Sư phụ, đệ tử may mắn không làm nhục mệnh. Lý Bình An nhìn về phía hắn, cười nói. Sư đồ chúng ta không cần đa lễ, đến đây ngồi đi. Vâng, Ninh Khuyết đáp lời, nở một nụ cười đi đến phía đối diện Lý Bình An rồi ngồi xuống. chương 450, Mưu đồ của Thánh Đường. Lý Bình An hỏi, chuyên đi này có gặp phải trở ngại gì không? Ninh Khuyết lắc đầu rồi nói trở ngại thì không có, thế nhưng khi ở M Sát Tông thì có gặp phải người của Thánh Đường, xem tu vi thì có lẽ là Thánh Đường Đại Giáo Chủ bị ta đả thương. Lý Bình An cau mày nghi hoặc nói: sao Thánh Đường lại chung trả với M Sát Tông được? Không phải bọn họ tự xưng là Quang Minh Chính nghĩa sao? Ninh Khuyết nói: đệ tử cũng hơi nghi ngờ, đã báo cáo chuyện này với Tần Quảng Vương, Tần Quảng Vương sẽ lấy được câu trả lời từ chỗ M Sát Tông. Lý Bình An gật đầu khen ngợi nói: tốt lắm không hổ là đệ tử mà vi sư coi trọng nhất, ngươi làm việc chắc chắn hơn các sư huynh của ngươi nhiều. Ninh Khuyết vội vàng nói, không đảm đương nổi lời khen của sư phụ, các sư huynh sư tỷ đều mạnh hơn ta. Lý Bình An cười sảng khoái nói, cái dáng vẻ khiêm tốn này của ngươi, rất có phong phạm của vi sư. Trong tay chợt xuất hiện một tiểu bố đại in hình bát quái phù, đặt xuống trước mặt Ninh Khuyết rồi nói. Đây là càn khôn đại mà vi sư chuẩn bị cho ngươi, tài nguyên làm chưa đủ tốt, Bên trong chỉ lớn 100 mét khối, cầm lấy đi luyện hóa đi. Trong mắt Ninh Khuyết thoáng qua vẻ vui mừng, đứng lên cung kính chắp tay thi lễ nói. "Đa tạ sư phụ." Lý Bình An phất phất tay cười nói, "Xem bộ dáng sốt sắng của ngươi kìa, đi đi, đi đi." Ninh Khuyết xấu hổ cười trừ, cầm lấy càn khôn đại, kích động chạy đến kiền viện bên cạnh, không giống với đám người Bạch Hiểu Thuần và Thạch Hạo, Ninh Khuyết tới từ Đông vực, trong quân đội đã từng nghe nói đến sự chân quý của Không Gian Nguyên Khí phải biết rằng nắm trong tay không gian chi lực, đó là cảnh giới siêu phàm mới có thể làm được, mà muốn luyện chế không gian nguyên nguyên không chỉ cần nguyên liệu quý giá, còn phải bỏ ra rất nhiều, đại năng siêu phàm cũng không tùy tiện luyện chế không gian nguyên khí. Cho nên nguyên khí vẫn luôn vô cùng ít ỏi, đều được nắm giữ trong tay các thế lực lớn. Trên một ngọn núi cao bên ngoài Nam Triều Hoàng Đô, một dãy cung điện mọc lên san sát, tín đồ qua lại trên sơn đạo không ngừng nghỉ. Một tòa đại điện vàng son lộng lẫy tọa lạc trên đỉnh cao sơn, bên trong đại điện một lão giả mặc kim ti trường bào ngồi trên ghế đang xem một bản thư tịch đại giáo chủ đi từ bên ngoài vào hai tay đan lại trước ngực khom lưng thi lễ kính cẩn nói đường chủ ta đã trở về lão giả vẫn chưa ngẩng đầu lên tiếp tục xem thư tịch hỏi hỏi như thế nào rồi đại giáo chủ cung kính đáo theo lời của em m sát tông tông chủ địa phủ quả thực có tồn tại bọn họ đã từng tận mắt trông thấy quỷ xoa Lão đường chủ khép bản thư tịch trong tay lại, để lên bàn, cười nói. Địa phủ vậy mà lại thật sự tồn tại, hắc bạch vô thường là trung đoạn nhẫn và hà thiên nhai. Đại giáo chủ liếc mắt nhìn thư tịch ở trên mặt bàn trước mặt lão đường chủ, bên bìa sách viết bốn đại tự, phong thần diễn nghĩa, kính cẩn nói. Hắc bạch vô thường có phải là khánh quốc thánh đường đại giáo chủ và tài quyết ti ti tỏa hay không, ta vẫn chưa tìm hiểu được. Lão đường chủ dùng ngón tay gõ gõ mặt bàn, cau mày nói. Trận chiến phong thành, Khánh quốc thánh đường thất bại thảm hại, Khánh quốc sụp đổ, Tân Kiến đại đường, thánh đường càng bị diệt tận gốc trục xuất, đây là quốc gia thứ nhất dám trục xuất thánh đường, lại còn xảy ra ở Tây vực, đối với thánh đường ta mà nói, quả thực vô cùng nhục nhã. Đại giáo chủ cung kính nói, chúng ta nguyện ý chiến đấu vì vinh hiển của thánh đường. Tay lão đường chủ vỗ lên quyển sách phong thần diễn nghĩa, nói, tuy rằng không biết đạo môn bọn họ làm thế nào để phân phong được đông đảo thần linh như vậy, thế nhưng lỗi của bọn chúng là phong giáo đồ của thánh đường ta làm thần, trong đó còn có giáo chủ và tài quyết ti ti tỏa, quả thật là đốt nát không biết sợ. Đối với người bình thường mà nói, chết đi là sẽ quên hết chuyện trước kia, thế nhưng với giáo đồ của thánh đường, vinh tiền khi sinh tiền hay tử hậu đều thuộc về quang thần, chúng ta là tín đồ của quang thần, cả đời tắm mình trong vinh quang của quang thần, tử vong cũng không để ngăn cản tín ngưỡng của chúng ta đối với quang thần. Đại giáo chủ khom lưng 90 độ, điên cuồng nói. Nhật Nguyệt thường tại, quang thần vĩnh hằng. Lão đường chủ nghiêm nghị nói, M sát tông trước giờ giao thiệp với quỷ vật, để bọn họ nghĩ cách liên lạc với bạch vô thường, bản tòa tin rằng trung đoạn nhẫn và hà thiên nhai vẫn hướng tâm về thánh đường, bọn họ sẽ bước lên con đường chính xác dưới sự chỉ dẫn của quang thần, giúp đỡ chúng ta đánh bại đạo môn. chương 451, Thập Quốc Liên Quân, Đại giáo chủ thoáng ngập ngừng nói, thế nhưng em sát tông đã bị diệt môn rồi. Lão đường chủ nhíu mày nói, đã có chuyện gì xảy ra, Đại giáo chủ cung kính trả lời, là thanh minh của đạo môn tổ đình tam thanh quan, từ trong lời của bọn họ thì biết được dường như em mờ sát tông khi trốn chạy đã chu diệt bách tính một chấn, thanh minh đến đây truy bắt bọn họ về địa phủ nhận xét xử, tất cả đồ tông của em mờ sát tông đều bị thanh minh hút hồn phách mà chết. Khuôn mặt của lão đường chủ lộ ra vẻ thương xót, nói. hai Diệt toàn tông, đạo môn thật tàn bạo, chơi đùa với linh hồn, càng gây nên dị đoạn, bản tọa đã có thể nghĩ đến di dân của Khánh Quốc sống một cuộc sống khổ cực lầm than thế nào. Đại giáo chủ cung kính hỏi, đường chủ, hiện giờ chúng ta nên làm như thế nào đây? Vẻ thương xót của lão đường chủ thoáng chốc biến mất, nói. Ý chỉ từ đường chủ của huyễn nguyệt đế quốc thánh đường, tập kết thập quốc tài quyết quân xung quanh hợp thành thập quốc quân đoàn, tây trinh đại đường. Đại giáo chủ vội vàng nói, ta đi chuẩn bị ngay. Lão đường chủ đứng lên nói không cần, tài quyết quân đã tập hợp xong cả rồi. Đại giáo chủ nghi ngờ nói, sao ta lại không biết? Lão đường chủ cười nói, để giữ bí mật, bản tỏa sẽ không nói với ngươi. Lần này ngươi xuất trình cùng ta, thập quốc thánh đường trinh phạt, một khi đánh sẽ xảy ra chiến tranh, triệt để san bằng đạo môn dị đoan, khôi phục sự thống trị chính thống của Khánh Quốc, cứu vãn những bách tính đáng thương kia. Đại giáo chủ cúi đầu nói, rõ, đi thôi, lão đường chủ bay ra phía ngoài, đại giáo chủ theo sát phía sau. Trạng vạng tối, bên trong hậu viện Tam Thanh Quan, sư đồ Lý Bình An đang ăn lẩu, cái lạnh đầu xuân vẫn chưa tan, ăn lẩu chính là thích hợp nhất. Một đạo hắc ảnh vô thanh vô tức xuất hiện ở trước đại môn của Tam Thanh Quan, rầm 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 gõ cửa. Thanh Vũ để đũa xuống, quay đầu nhìn ra phía ngoài, ngờ vực nói. Đã trễ thế này, sao vẫn còn có người tới nhỉ? Lý Bình An buông đũa xuống, nói. Các người cứ ăn trước đi, vi sư đi ra xem một chút. Lý Bình An mới vừa đứng dậy đi ra khỏi hậu viện, mấy đệ tử đã bắt đầu tranh cướp nhau, đũa đánh lộn, nước canh vẩy tung tóe, vây bắt nồi lẩu cười đùa tiếu tít, còn có tiếng của trách hô to của Thanh Vũ và Thanh Tuyết. Lý Bình An đi tới trước đại môn của tiền viện Tam Thanh Quan, kéo kẹt một tiếng, mở đại môn ra cười nói. Đêm hôm khuya khoắt, Diêm Vương đến đây cũng không phải là điểm tốt gì nhỉ. Phía ngoài cửa chính chính là Diêm La Vương Lý Vân Tiêu. Diêm vương vội vã chắp tay thi lễ, cười khổ nói. Đạo trưởng, lời nói đùa này của ngài thật đúng là hơi dọa quỷ. Lý Bình An dịch thân thể sang, nói. Vào đi. Diêm la vương kính cẩn nói. Quán chủ, sự vụ ở địa phủ bộn bề, tiểu vương sẽ không đi vào. Lần này tiểu vương đến đây là có một chuyện quan trọng muốn bẩm báo. Lòng của Lý Bình An khẽ động, nói. Có phải là chuyện giữa em mờ sát tông và thánh đường đã có kết quả? Diêm la vương gật đầu nói. Đúng, Toàn bộ phái M sát tông trên dưới đi một lượt 18 tầng địa ngục, tất cả đều nhao nhao nhận tội, trong đó có một chuyện mà tiểu vương cảm thấy cần phải đến đây bẩm báo với quán chủ. Lý Bình An hỏi, "Chuyện gì?" Diêm La vương nghiêm trọng nói, "Theo như lời của tông chủ M sát tông, bọn họ mới vừa dọn đến Nam triều thì đã bị thánh đường tìm tới cửa, trước khi bị bắt về quy án thì có đại giáo chủ của thánh đường tìm đến cửa, thăm dò bọn họ thông tin về đạo môn, địa phủ và đại đường, lời nói vô cùng hận thù." Lý Bình An gật đầu nói, đại đường thánh đường bị trục xuất, bọn họ căm thù cũng là việc đã trong dự liệt. Diêm La Vương cung kính nói, với sự hiểu biết về thánh đường của tiểu vương, thánh đường bị trục xuất không khác nào khinh nhường tín ngưỡng đối với quang thần của bọn họ, cho nên bọn họ nhất định sẽ đến báo thù, nguyên nhân vẫn còn chậm chạp chưa hành động, chỉ sợ là đang chuẩn bị một âm mưu lớn mà thôi, xin quán chủ chớ nên khinh xuất. Lý Bình An nghiêm trọng nói, bần đạo sẽ chú ý. Diêm La Vương chắp tay thi lễ, bái lại nói, tin tức đã truyền xong, tiểu vương cáo từ. Lý Bình An nói, ừ, bần đạo cũng không giữ ngươi lại nữa. Một hắc động xuất hiện ở phía sau Diêm La Vương, nháy mắt vây quanh Diêm La Vương, hắc động thu lại khôi phục về nguyên trạng, Diêm La Vương đã biến mất, giống như chưa từng xuất hiện vậy. chương 452, phát hiện bất ngờ, Lý Bình An kéo kẹt một tiếng đóng đại môn của Tam Thanh Quan lại, cao mày xoay người đi đến hậu viện. Bên trong hậu viện, đám người thanh tuyết thạch hảo đang ngồi trên ghế, nhàn nhã dùng từ trúc xỉa răng. Lý Bình An đến gần trông thấy vậy, bỗng nhiên trợn tròn mắt, thịt thà rau dưa đều bị ăn hết sạch, chỉ còn dư lại một nồi canh thừa, bữa cơm này rõ ràng đã kết thúc rồi. Thanh Vũ le cái lưỡi nhỏ, cười hì hì nói, sư phụ đã về rồi. Thanh Tuyết đứng dậy, bưng một chén cơm và thức ăn nói, sư phụ, đây là đệ tử để lại cho người, chỉ còn dư lại bằng này thôi. Lý Bình An hài lòng nhìn Thanh Tuyết, cũng là có người hiểu chuyện, không uổng công sư phụ thương ngươi, nhìn về hướng bên kia. Ờ, Bạch Hiểu Thuần ở lên một hơi. Thạch Hạo cầm một bầu sữa thu uống say sưa. Trong lòng Lý Bình An bừng lên một ngọn lửa vô danh, được lắm. Thừa dịp phi sư vắng mặt thì ăn sạch hết cả cơm và thức ăn. Lý Bình An nghiêm nghị nói, đứng lên hết cho ta. Mấy đệ tử lập tức vội vã đứng dậy, Thạch Hạo lau sữa dính trên mép đi. Lý Bình An nhìn xung quanh một vòng, nói, ban nãy Diêm La Vương truyền tin đến, Thánh đường của các quốc gia xung quanh vô cùng căm thù chúng ta, các ngươi đi tìm hiểu trước một phen, xem xem nơi biên cảnh có phải có binh lực tập kết hay không." Bạch Hiểu Thuần mang vẻ mặt đau khổ nói, "Nhưng mà sư phụ, hiện giờ đang là nửa đêm mà, không thì ngày mai đi có được không?" Lý Bình An nghiêm túc nói, "Quân tình như lửa đốt, há có thể nán lại." Ninh Khuyết Vội vã đáp, "Vâng, đệ tử đi tra xét ngay đây." "Đi thôi." Ba người Thạch Hạo, Bạch Hiểu Thuần, Ninh Khuyết Vội vã đi ra ngoài đi tới tiền viện bạch hiểu thuần lẩm bẩm nói các ngươi nói xem có phải chúng ta cướp đồ ăn của sư phụ thế nên sư phụ trả thù chúng ta không nào có chuyện quá nửa đêm rồi còn đuổi đồ đệ ra ngoài thạch hạo sờ sờ cái mũi như có điều suy nghĩ đáp lời rất có thể ninh khuyết không biết nên nói gì tiếp lời sư phụ chính là người đứng đầu đạo môn há có thể vì một bữa lẩu mà so bì với chúng ta các ngươi nghĩ nhiều quá rồi đấy phải là thánh đường đã có động tác sư phụ vì lý do an toàn nên mới kêu chúng ta đi tra xét. Thánh đường trả thù sao, đúng lúc có thể đánh nhau, ta đi trước một bước đây. Thạch hạo phấn khởi hô lên, quang mang trên người chợt lóe, hóa thành một con chim ưng phóng lên trên cao. Bạch hiểu thuần lớn tiếng la lên, này, sư huynh đi cổng chính cơ mà. Thanh âm trùng trùng điệp điệp vang lên. Thạch hạo đã bay lên trên cao, biến mất trong màn đêm đen tối. Ninh khuyết bước nhanh về phía trước, kéo kẹt một tiếng đẩy đại môn của đạo quan ra, nói: "Sư huynh, mời." Bạch Hiểu Thuần cười hì hì nói: "Vẫn là có sư đệ hiểu chuyện. Đây sức sống chạy ra khỏi đại môn." Khóe miệng Ninh Khuyết giật giật vài cái, kéo kẹt một tiếng đóng chặt đại môn của đạo quan lại, hai người cũng biến mất trong màn đêm. Bên trong hậu viện, Lý Bình An nhìn về phía Thanh Vũ nói: "Ăn xong rồi chứ?" Thanh Vũ ở một hơi, cười hì hì nói: "Ta cảm thấy ta còn có thể ăn thêm một chút." Lý Bình An diện vô biểu tình nói: Ăn xong thì cọ rửa sạch sẽ nồi chén. Thanh Vũ gật đầu hô to: Được, ta cùng với tỷ tỷ sẽ cọ rửa nồi chén sạch sẽ. Tự ngươi làm. Thanh Vũ sừng sốt: Một mình ta. Lý Bình An nhận lấy chén cơm canh còn sót lại từ tay của Thanh Tuyết, bưng lên đi về phòng của mình, dùng chiếc đũa chọn lấy một miếng nấm cho vào trong miệng, a. À, có độc, thế nhưng thơm thật đấy. Hai ngày sau, một con chim ưng bay vọt qua trên bầu trời rồi đáp xuống lý bình an đi ra khỏi phòng nhìn chim ưng đáp xuống chim ưng chưa đáp hẳn xuống kim quang trên người đã lóe lên khôi phục lại hình dạng của thạch hạo thạch hạo đáp xuống đất phấn khích chạy về phía lý bình an hô to sư phụ tìm được rồi ta đã tìm được nơi ở của địch nhân lý bình an nhíu mày quả thật là có quân địch lập tức hỏi ở đâu có bao nhiêu người thạch hạo chạy đến trước mặt lý bình an chỉ về phương bắc nói to phương bắc của đại đường có một dãy núi trước kia là lãnh địa của một con quỷ vương hùng mạnh, sau này quỷ vương bị địa phủ chóc ná, quỷ bên trong dãy núi cũng bị tóm lại không còn một mống, thế nhưng như quanh năm bị quỷ khí ăn mòn, dãy núi này đã vô cùng vắng lặng, không có một ngọn cỏ, cho dù không còn quỷ vật, bách tính cũng không dám đến gần dù chỉ một chút. Sau khi ta rời khỏi Tam Thanh Quan thì đi một đường về phía Bắc, đầu tiên là đi Đông Bắc, sau đó là đến Tây Bắc. Lý Bình An tức giận nói, nói điểm chính, chương 453, đại quân xuất phát. Thạch Hạo ngừng lại, nói: "Cuối cùng ta tới được dãy núi Tĩnh Mịch này, cảm thấy hơi kỳ quái, vượt qua hắn dãy núi, phát hiện số lượng lớn binh sĩ của Thánh Đường đang ngồi trong thành trì ở dãy núi đối diện Bắc Triều, mỗi một binh sĩ đều là tu luyện giả nhất giai trở lên, có chừng hơn 3 vạn người. Hơn nữa ta còn phát hiện sấp xỉ khí tức của 10 người, người khiến ta cảm thấy bị uy hiếp, đều cùng là ngũ giai." Lý Bình An nghiêm trọng nói: "Xem ra Thánh Đường thật sự muốn khai chiến với chúng ta." Đôi mắt của Thạch Hạo trông ngóng nhìn Lý Bình An. Sư phụ, chúng ta phải làm sao bây giờ? Nếu không, chúng ta đánh tới đi. Lý Bình An nói, vì sư tử có tính toán, trước hết gọi hai sư đệ của ngươi về đi. Vâng, Thạch Hạo đáp lời, xoay người chạy ra phía ngoài. Lý Bình An suy nghĩ một hồi, mở miệng nói. Tần Quảng Vương, Diêm La Vương, Luân Chuyển Vương xuất hiện gặp ta. Bên ngoài Tam Thanh Quan, ba vòng xoáy đen kịt đột nhiên xuất hiện, Ba vương giả mặc Hắc Kim Sắc Long bào đi ra khỏi vòng xoáy, đó chính là Tần Quảng Vương, Diêm La Vương, Luân Chuẩn Vương, ba người vừa mới đi ra, ba vòng xoáy sau lưng lập tức biến mất. Tần Quảng Vương, Diêm La Vương, Luân Chuẩn Vương đi vào bên trong đạo quan, gặp Lý Bình An ở hậu viện, ba người cung kính chắp tay thi lễ nói: Bái kiến quán chủ. Lý Bình An đưa tay ra, nói: Đứng lên đi. Tạ ơn quán chủ. Ba người đứng lên. Lý Bình An quét mắt nhìn ba vị diêm quân của địa phủ, nói. Đại quân của Thánh Đường sắp tới đây rồi. Không khí xung quanh đột nhiên lạnh đi, ba vị diêm quân đều vô thức phóng xuất khí thức của mình, bên trong viện thoáng chốc tràn đầy quỷ khí âm u, ba người phục hồi tinh thần lại, thu liếm khí tức, quỷ khí tản đi. Luân chuyển vương vội vàng hỏi, quán chủ, thực sự là Thánh Sơn phái người đến. Lý Bình An lắc đầu nói, đại quân của Thánh Đường đang ở phương Bắc, về phần có phải Thánh Sơn hay không, bần đạo cũng không biết. Diêm La Vương xa sầm nói, đối đầu kẻ địch mạnh, chúng ta nên làm như thế nào, xin quán chủ hãy chỉ báo. Tần Quảng Vương, Luân Chuyển Vương cũng đều nhìn về phía Lý Bình An. Phù trần của Lý Bình An dương lên, nói, tập hợp lại binh lực của địa phủ, lệnh cho vực chủ của 18 tầng địa ngục tỏa trấn phương Bắc, tùy cơ ứng biến. Tần Quảng Vương, Diêm La Vương, Luân Chuyển Vương cùng kính cẩn hô lên đáp. Rõ, Lý Bình An nói, quay về chuẩn bị đi tam đại diêm quân hóa thành một luồng khói đen rồi tiêu tán. Bên trong nginh giới địa phủ, tiếng trống đùng đùng vang lên, tiêu nguyên soái xuất lĩnh ngũ cực chiến thần dẫn binh xuất trinh. Ngày tiếp theo, Bạch Hiểu Thuần và Ninh Khuyết nhận được tin tức cũng nhanh chóng quay trở về, mấy sư đồ đều đi về phương Bắc. Ở một dạng núi âm u nơi phương Bắc, một tòa thành trống không tọa lập trên đại địa, vốn là thành trì của Bắc Triều, sau khi bị thánh đường trưng dụng, bách tính bên trong thành đều dọn đi hết. Dưới ánh mặt trời chó trang, Đại môn của thành trì mở rộng, ba vạn bạch giáp kỵ sĩ cưới bạch mã, xếp thành hàng mũ chỉnh tề, đứng trước thành. Phía trước bạch giáp kỵ sĩ còn có mấy người hắc y tài quyết ti cường đại, cùng với bạch y giáo chủ. Trước khi lâm trận, người đường chủ thánh đường hoặc trung niên, hoặc lão niên đứng chung một chỗ, ai nấy cũng đều mặc kim ti bạch bào, tôn quý mà thần thánh. Một đường chủ thánh đường già dặn, trong ánh mắt mang theo quang mang thâm thúy, chậm rãi nói. Lần đầu tiên thánh đường bị một quốc gia tầm thường trục xuất, đây là sỉ nhục thánh đường chúng ta, cũng là khiêu khích với quang thần vĩ đại. Tổng đường chủ huyễn nguyệt đế quốc vô cùng phẫn nộ, lệnh cho chúng ta nhất định phải dễ dàng dẹp yên đường quốc, lấy hỏa hình để trừng trị đạo môn dị đoan. Một trung niên đường chủ cũng cười sảng khoái nói, thập quốc thánh đường chúng ta cùng hợp lực lại, làm sao đạo môn có thể ngăn cản được. Mã đường chủ, hạ lệnh đi. Lão đường chủ gật đầu, trên người bao phủ bạch quan rồi bay lên trên không, nhìn về phía mấy vạn đại quân, mở miệng nói. Thánh đường tài quyết quân chính là kiếm của thánh đường, vì quang thần vinh diệu mà chiến đấu, dị đoan ở phía trước, thẳng tiến không lùi. Toàn bộ thánh đường kỵ sĩ len keng rút trường kiếm, điên cuồng hô hào. Vì vinh hiển của thánh đường, lão đường chủ nở nụ cười, mở miệng nói. Đại quân xuất phát, tài quyết ti và giáo chủ cao thủ đứng ở phía trước lập tức bay lên trên không trung, dầm dầm mấy vạn bạch mã phi nước đại, giống như một làn bạch sắc lãng chiều dũng mãnh vào bên trong sơn mạch. Ở trên đỉnh núi sâu trong sơn mạch, Lý Bình An và ba đồ đệ đang đứng dưới ngũ tử kỳ. Lý Bình An buông quân cờ trong tay xuống, nở một nụ cười nói. Tới rồi, chương 454, Thánh Đường với Địa Phủ. Khiến cho Thạch Hạo đang ngủ gà ngủ gật tinh thần nhất chấn, vội vàng hỏi. Sư phụ, cái gì tới vậy? Là địch nhân Thánh Đường đến sao? Lý Bình An gật đầu nói. Đại quân của Thánh Đường đã tới, Bốn ngũ giai trung kỳ, sáu ngũ giai sơ kỳ, chính là nòng cốt." Thạch Hạo ngứa ngáy tay một trận, cười hì hì nói: "Sư phụ, có thể cho ra đấu thủ với một ngũ giai không?" Lý Bình An nhìn hắn, cười nói: "Lá gan cũng không nhỏ đâu, ngũ giai cũng dám chiến đấu." Thạch Hạo gãi đầu ngượng ngùng nói: "Vẫn cần hai sư đệ giúp đỡ, ta cảm thấy hiện giờ đã đến một bình cảnh, chỉ thiếu một chút thôi là có thể đột phá rồi, nếu như có thể đại chiến một trận với ngũ giai, hẳn là không khác nhau lắm." Lý Bình An cười nói, việc này, người phải đi cầu hai sư đệ kia của ngươi, hỏi một chút xem bọn họ có muốn giúp ngươi hay không. Thạch Hạo nhìn về phía Bạch Hiểu Thuần và Ninh Khuyết, chắp tay hành lễ cười hì hì nói. Ta kính nhờ hai vị sư đệ. Ninh Khuyết vội vã đáp lễ, nói, sư huynh có việc, sư đệ nghĩa bất dung từ. Bạch Hiểu Thuần mang vẻ mặt đau khổ nói, lại muốn đánh với ngũ dai nữa à, ngũ dai lợi hại lắm đấy, bị thương rất đau. Thạch Hạo tiến lên ôm lấy cổ của Bạch Hiểu Thuần uy hiếp nói. Sư đệ, chúng ta coi như tính toán chút về món nợ ngươi khiến một sơn cốc mẫu thú của ta chạy mất. Ngươi giúp ta đánh đường chủ thánh đường, chuyện trước kia giữa chúng ta xóa bỏ, không thì sau khi quay về, vi huynh với ngươi so tài tử tế vài lần. Bạch Hiểu Thuần mang vẻ mặt đau khổ nói. Được, được, ta giúp ngươi được chưa? Thạch Hạo buông cổ của Bạch Hiểu Thuần ra, nhìn về phía Lý Bình An, chờ mong nói. Sư phụ, bọn họ đồng ý rồi. Lý Bình An đứng dậy nói, bọn họ tới rồi. Thạch Hạo, Bạch Hiểu Thuần, Ninh Khuyết vội vàng đứng lên nhìn về nơi phương, xa trông thấy bạch sắc quân trận đang phi nước đại vượt qua dạng núi, giống như một con bạch long đang bay lên cao. Thạch Hạo nóng lòng muốn thử nói, sư phụ, chúng ta phải ngăn bọn họ lại sao? Lý Bình An nói, không cần thiết, đã có quỷ thần và sự chuẩn bị ổn thỏa của địa phủ, địa phủ mới thành lập, cũng cần một trận đại chiến gây dựng nên uy nghiêm. Vừa dứt lời, bên trong dãy núi nổi lên từng luồng hắc khí, phiêu đáng lên trên khoảng không, giống như đang đặt mình vào trong hắc khí lĩnh vực vậy. Tài quyết quân đang hành quân thần tốc vội vàng dừng lại, tất cả đều len keng lên một tiếng rồi rút đao kiếm ra khỏi vỏ, cảnh giác nhìn bốn phía. Mười thánh đường đường chủ cũng đều nghiêm trọng nhìn xung quanh. Mã đường chủ đưa tay ra bắt lấy một luồng hắc khí, nói. Đây là quỷ khí. Một trung niên đường chủ nghiêm trọng nhìn chung quanh rồi nói. Quỷ khí nồng nặc như vậy, Người của địa phủ đã phát hiện ra chúng ta." Mã Đường chủ lớn tiếng nói, "Tương truyền dương gian phạm tội, địa phủ nhận phạt, nếu như địa phủ là nơi chủ trì sự công bằng chính nghĩa, vì sao lại làm ra hành vi lén lén lút lút như vậy?" "Ha!" Đại tướng quân Lâm thời của Tài quyết quân hét lớn một tiếng, trên người nở rộ nguyên khí quang minh thuần khiết. "Ha!" Những Tài quyết quân còn lại cũng cùng thét lớn một tiếng, tam vạn người cùng thét lên, tiếng hô hào chấn động cả dãy núi nguyên khí quang minh thuần khiết nối thành một giải, thần thánh không thể xâm phạm. Đùng đùng đùng, tiếng trống vang lên trên bầu trời. Toàn bộ người của thánh đường đều thoáng sửng sốt, trước đó vẫn luôn cảnh giác người của địa phủ sẽ phát động tập kích từ phía dưới, thế nhưng chưa từng chú ý trên không trung, tất cả mọi người cùng ngẩng đầu lên nhìn trời. Trên bầu trời, một khoảng hắc vân chậm rãi hạ xuống, ba vạn thần binh thần tướng đứng trên hắc vân, mỗi một thần binh thần tướng đều trói lòa kim sắc thần quang, uy nghiêm mà thần thánh, Phía trước thần binh thần tướng còn có nhiều đầu mã diện, hắc bạch vô thường, cùng với thành hoàng phủ quân. Mười đường chủ ớ phía dưới đều trợn tròn mắt, ra mặt không tự chủ được mà co rúm lại, những điều viết trong phong thần diễn nghĩa đều là thật. Thực sự có nhiều quỷ thần như vậy, thậm chí còn khoa trương hơn cả những gì bên trong phong thần diễn nghĩa viết, ngay cả từng binh sĩ cũng có cả bài vị, đạo môn lấy đâu ra nhiều quốc vận phong thần như vậy. Đoàn tài quyết quân của thánh đường không khỏi sao động nhìn mấy vạn thần binh trên không trung mà tâm sinh cảm giác thấp thỏm, bất an, hình như không địch nổi đâu. Tiêu Nguyên Soái đứng ở tiền tuyết, thần mục như điện, phẫn nộ quát lên. To gan với thánh đường, xuất binh đến đường quốc, các người muốn khơi mào chiến tranh sao? Lão đường chủ lơ lửng tiến lên, một luồng quang trụ từ thân thể phóng lên trên trời, khuếch tán trong không trung, tách rời quỷ khí trong thiên địa. Chương 455, đại chiến bắt đầu. Lão đường chủ đắm chìm trong quang trụ thuần khiết, giống như thánh nhân lâm phàm vậy, mở miệng nói. Thế giới tuy lớn, thế nhưng không dung tha một chút tối tăm, toàn bộ dị đoan dưới sự vinh quang của quang thần đều phải thiêu đốt trong liệt diễm để cứu chuộc, đây là một trận thánh chiến. Vì vinh quang của quang thần, toàn bộ binh sĩ cùng hét lớn một tiếng, nguyên khí quang minh trên người chói lòa, chiến ý giấy lên tận trời cao. Lão đường chủ nở một nụ cười thỏa mãn, chiến ý lại lần nữa được kích phát. Một trung niên đường chủ tỉ mỉ quan sát thần binh của địa phủ một chút, trong lòng lập tức vững vàng lại, tuy rằng thần quang nhìn qua sáng chói, thế nhưng chỉ có đại nguyên soái là ngũ dai, không đáng để lo, nhìn về phía nghiêu đầu mã diện, hắc bạch vô thường rồi quát lên. Đệ tử của thánh đường còn không mau quay về. Hắc bạch vô thường, nghiêu đầu mã diện vẫn không nhúc nhích đứng trên đụn mây, trong lòng thậm chí còn có cảm giác không biết nên nói gì, tự thân các người khó mà bảo toàn được, còn đùa giỡn oai phong với chúng ta, khi tiến quân đến đại đường cũng không tìm hiểu nội tình của địa phủ sao. Như này là tự cao tự đại biết bao nhiêu. Những đường chủ còn lại cùng cao mày nhìn về phía Hắc Bạch vô thường, như đầu mã diện, lẽ nào bọn họ đã thực sự phản bội rồi sao? Lập tức sinh lòng giận dữ, vậy mà phản bội lại Quang Thần. Trên người của từng đường chủ đều có một luồng quang trụ thuần khiết phóng lên trên cao, khí tức của ngũ giai trùng trùng điệp điệp bao phủ, thánh quang thuần khiết tràn ngập thiên địa, áp lực mà thần linh của địa phủ mang tới thoáng chốc không còn, toàn bộ thánh đường kỵ sĩ cùng lộ ra ánh mắt đầy điên cuồng. Ầm um. Trên không trung xuất hiện 9 hắc động, bên trong mỗi một hắc động đều có một vị ngục chủ mặc hắc long bào ngồi trên cao, thanh âm của quỷ hồn kêu rên vang lên sau lưng mỗi ngục chủ. Toàn bộ thánh đường đường chủ đều biến sắc, 9 ngũ giai, cộng thêm với đại nguyên soái cầm đầu chính là 10 ngũ giai, sao có thể thế được? Chỉ một tiểu quốc nhỏ bé thôi, tại sao có thể có đến 10 ngũ giai? Tiêu Nguyên Soái giơ tay lên, quát lạnh, "Giết!" Ngũ cực chiến thần cùng nhau vung vũ khí trong tay lên, hô, "Giết!" ba vạn thần binh dưới sự chỉ huy của ngũ cực chiến thần hóa thành năm con ám kim sắc cự long phóng xuống phía dưới hắc bạch vô thường như đầu mã diện nhật giả du thần tất cả thành hoàng cũng đều nhào xuống phá dưới mục tiêu của bọn họ nhắm vào chính là tứ giai cao thủ của thánh đường ầm um, một tiếng vang thật lớn năm con cự long đụng phải ba vạn quân đoàn tài quyết quân thoáng chốc đã phá quân đoàn tài quyết quân thành từng mảnh nhỏ tiếng kêu la chết chóc rung trời vang lên mười thánh đường đường chủ không dám khinh động bọn họ đã bị chín ngục chủ và địa phủ binh mã đại nguyên soái tiêu nguyên soái phong tỏa hoàn toàn chín ngục chủ đi ra khỏi hắc động lơ lửng trên không trung quả nhiên là thần uy như ngục khí tức trùng trùng điệp diệp khiến cho mười đường chủ cảm giác được sự áp lực cường đại bà thiệt địa ngục ngục chủ lý nguyên khánh mở miệng nói cao không nhất chiến ánh mắt của lão đường chủ thoáng lấp lóe khàn khàn nói thật ra lần này chúng ta đến đây cũng không muốn khai chiến với địa phủ chỉ thay mặt thánh sơn đến đây để hỏi địa phủ Xin một câu trả lời hợp lý, vì sao lại trục xuất thánh đường? Tiễn đào địa ngục ngục chủ lý thiên hoa cười lạnh nói. Đánh nhau thì diếu võ dương oai, đánh không lại rồi nói là muốn một câu trả lời, thánh đường đều là những người đạo đức giả như vậy sao? Một trung niên đường chủ, giận dữ hô lên, làm càn, thánh đường há có thể là nơi mà một tên tiểu quỷ nhỏ bé nhà ngươi có thể bình luận. Lý nhân quân sờ soạn gốc thiết thụ trong tay, âm u nói. Bớt nói nhảm đi, cao không nhất chiến. Chúng đường chủ của thánh đường đều bị khơi màu tức giận, ngày thường bọn họ đều cao cao tại thượng, nào đã bị người khác khinh thị như vậy. Đều là ngũ dai, ai sợ ai. Mười thánh đường đường chủ cùng mang theo thánh quang phóng lên trên cao, giống như những tiểu thái dương treo trên không trung, trói lòa quang mang vô tận. Chín ngục chủ cũng đều tay cầm thần khí, bay lên trời. Tiêu nguyên soái vừa định động, ba thân ảnh đã lao ra khỏi sơn lâm. Thạch hạo cười lớn hô to, đại nguyên soái đối thủ của ngươi để chúng ta giúp ngươi tiếp. Tiêu Nguyên soái thoáng sừng sốt, vội vàng đuổi theo, khoảng cách giữa tứ giai và ngũ giai chính là thiên địa chi biệt, ba vị đệ tử thân truyền của quán chủ này tuy rằng rất mạnh trong tứ giai, thế nhưng muốn khiêu chiến với ngũ giai thì tuyệt đối không thể, cho dù thế nào cũng không thể để cho bọn họ xảy ra điều gì bất chắc. Chương 456, giờ ta là thần. Tiêu Nguyên soái mới vừa đến chiến trường, bên tai đã vang lên giọng nói của Lý Bình An. Không cần nhúng tay vào, để cho bọn họ đi đi tiêu nguyên soái sừng sốt, là quán chủ, vội vàng chắp tay thi lễ đáp, rõ, thế nhưng vẫn chưa lui ra, đứng ở bên cạnh, lược trận cho đám người thạch hạo. Trên không trung nổ ra đại chiến đùng đoàn, thần binh và tài quyết quân đan sen cùng một chỗ, tứ giai giáo chủ và tài quyết ti cao thủ cũng đánh giết với thần quân, trận chiến giữa tu sĩ khác biệt so với bình thường. Chiến trường lan rộng đến khắp các sơn mạch, sơn mạch ùm ùm khuynh đảo, đất đá bay đời trời, giống như thần ma chiến tranh vậy. Trên khoảng trời của một đỉnh núi, hai nhân ảnh một đen một trắng ầm ầm một tiếng đụng vào nhau, ken. Khóc tang bổng và đại đao chạm phải nhau, khí thức cuồng bạo cuốn sạch tất cả, thành thành nên cuồng bạo long quyển phong, bao quanh hai người bên trong. Thánh đường tài quyết ti ti tỏa gầm lên gào thét, Hà Thiên Nhai, ngươi là đại giáo chủ của thánh đường, bây giờ muốn phản bội lại thánh đường, không sợ thần phạt giáng xuống sao. Bạch vô thường cười nói, hiện giờ ta là thần. Lưỡi dài vươn ra, chát một tiếng quất lên mặt của Hắc Y tài quyết ti ti tỏa, thoáng chốc Hắc Y Tài Quyết Ti Ti Tọa bay đi. Hắc Y Tài Quyết Ti Ti Tọa bay trên không trung, lảo đảo lui về phía sau vài bước, sờ sờ gò má, một tay đầu máu tươi, giống giận gầm lên. Hà Thiên Nhai, ngươi chết đi cho ta. Thân ảnh của Bạch Vô Thường chớp nhoáng xuất hiện trước mặt Hắc Y Tài Quyết Ti Ti Tọa, một gậy vung lên, ken. Một tiếng vang dội, thần quang chói lòa, Hắc Y Tài Quyết Ti Ti Tọa lại lần nữa bị bay ra ngoài, ầm ầm một tiếng nện vào núi. Núi đá đùng đoàn ảo ảo lăn xuống phía dưới. Bạch Vô Thường vừa muốn truy kích, trước mặt đã xuất hiện một bóng người bao phủ trong bạch quang, tay cầm quyền trượng ngăn cản đường đi. Bạch Vô Thường thoáng hoảng hốt. Lão giả trước mặt nhìn Hà Thiên Nhai, chờ mong nói: "Thiên Nhai, ngươi còn nhớ ta không? Khi xưa chúng ta cùng học tập ở Thánh Sơn, chúng ta là bằng hữu tốt nhất mà. Khi ta biết ngươi tuấn giáo, ngươi có biết ta đau lòng biết bao nhiêu không? Khi ta biết ngươi được phong thần, ngươi biết ta vui vẻ đến nhường nào không?" thiên nhai, quay về đi, quay về thánh đường, để cho chúng ta lại được kề vai chiến đấu thêm lần nữa. Bạch vô thường im lặng trong chốc lát, nói, ngài tử ngôn, ngươi đi đi, ta thả ngươi rời khỏi đây. Lão giả tên ngài tử ngôn, ánh mắt sáng lên chờ mong nói. Thiên nhai, ngươi và ta cùng đi, chúng ta cùng quay lại thánh đường, ta sẽ xin tha cho ngươi. Bạch vô thường đột nhiên cười nói, hà thiên nhai đã chết rồi, bây giờ ta là bạch vô thường, chỉ cần thấy bạch vô thường, thiên hạ sinh thái bình. Ngài tử ngôn chợt bay đến trước mặt bạch vô thường, phẫn nộ quát lên. Hà thiên nhai, ngươi là đại giáo chủ của thánh đường, không phải tà giáo tà thần gì cả. Đưa tay chỉ xuống đại chiến phía dưới, giận dữ quát lên. Ngươi nhìn đi, thập quốc liên quân ở ngay phía dưới đang chiến đấu vì vinh quang của quang thần, còn ngươi thì sao? Ngươi phản bội tín ngưỡng của mình, ngươi phản bội lời thề của chúng ta. Hắc y tài quyết ti ti tỏa bụng ngực bay tới, thương cảm nói trận đánh lần này thập quốc liên quân tổn thất thảm trọng sợ rằng tại tây vực thánh đường sẽ không bao giờ huy hoàng như ngày trước nữa vẻ mặt của bạch vô thường thoáng ngẩn ra nhớ tới những ngày tháng bản thân ở thánh đường ngài tử ngôn và tài quyết ti ti tọa liếc nhìn nhau cùng tung quyền đánh về phía bạch vô thường một đao một trượng phẩm phập đâm vào cơ thể của bạch vô thường thân thể của bạch vô thường run lên khó mà tin được nhìn hảo hữu ngày trước của mình ngài tử ngôn u ám nói người phản bội quang thần hồn phi phách tán bạch vô thường nở nụ cười trong nụ cười mang theo sự hoài niệm ầm nguyên khí cuồn cuộn nở rộ trong cơ thể bạch vô thường thân thể cả bạch vô thường thoáng chốc vỡ tan thành mảnh nhỏ đi ngài tử ngôn và hắc y tài quyết ti ti tỏa cùng bay về phía hắc vô thường trên một ngọn núi phía xa xa lý bình an tay cầm phất trần bình thản nhìn trận đại chiến này đứng bên người là tam điện diêm la vào thời khắc bạch vô thường bỏ mình tay của tần quảng vương không kìm được mà run lên không nhịn được hỏi Quán chủ, không thì để tiểu vương ra tay đi. Địa phủ cho dù cao đoan chiến lược thế nhưng cũng chẳng hề chiếm ưu thế, cứ tiếp tục như vậy, tổn thất đại lượng đến quỷ thần, sẽ ảnh hưởng đến sự vận hành của địa phủ. chương 457, Thần Linh Địa Phủ Bất Tử Lý Bình An cười nói, không cần phải gấp, xem tiếp đi. Âm, um, thân thể của Hắc Vô Thường cũng vỡ tan tành, ngã xuống ngay tại chỗ. Diêm La Vương cũng không nhịn được nữa, nói, quán chủ, không bằng để chín vị ngục chủ còn lại ra nhập chiến trường đi lý bình an nói bần đạo đang muốn bọn họ cắt đứt với quá khứ thần binh địa phủ mới vừa hình thành cũng là vì dùng để luyện binh không cần đến binh lực bị khiên cưỡng diêm la vương khó mà hiểu được nói thế nhưng bọn họ đều chết hết rồi lý bình an cười nói về sức mạnh của phong thần bảng các ngươi hoàn toàn không biết gì cả ba diêm quân thoáng sửng sốt phong thần bảng chẳng phải dùng để phong thần sao còn có sức mạnh gì nữa? Khoảng hư không sâu trong địa phủ, phong thần bảng đại phóng quang minh, từng luồng lưu quang bắn ra từ phong thần bảng, hóa thành từng thần binh thần tướng, bạch vô thường bỗng chốc xuất hiện trong đó, bạch vô thành cùng với đông đảo thần binh thần tướng đều lộ ra vẻ kinh hãi trong ánh mắt, chúng ta vậy mà vẫn còn sống. Sáu hắc động trong hư không sinh ta một luồng lực hút cường đại, đông đảo thần linh mới vừa sống lại thoáng chốc đều bị hắc động hút vào, biến mất trong hư không, xuất hiện lần nữa bên trong địa phủ đại giáo chủ ngải tử ngôn đang giao chiến với bắc cực chiến thần viên phần từ không trung đánh xuống mặt đất lại đánh từ dưới đất lên trên không trung những nơi đi qua ầm ầm vang dội nguyên khí thần lực sao động keng hai quyền giao nhau viên phần à ngải tử ngôn cùng lúc bay ngược ra vài trăm mét chẳng phân biệt được trên dưới nữa trường thương trong tay viên phần xoay một cái tầm mắt như điện rừng ở trên người ngải tử ngôn bất thình lình lao ra keng một cây khóc tăng bổng đột nhiên xuất hiện trong không trung tương giao với trường thương của viên phần ngăn viên phần lại viên phần ngưng mắt nhìn bạch vô thường đột nhiên xuất hiện u ám nói bạch vô thường người như vậy là có ý gì bạch vô thường thu hồi khốc tăng bổng chắp tay thi lễ cười nói bắc cực chiến thần bất giận có thể nhường đối thủ này cho ta không viên phần nhìn bạch vô thường một chút lại liếc qua ngải tử ngôn đang khiếp sợ nói được chớ để cho hắn chạy thoát bạch vô thường mỉm cười nói yên tâm viên phần xoay người bay đi về nơi xa ngài tử ngôn khiếp sợ hô to ngươi sao ngươi vẫn còn sống được bạch vô thường cười nói uy năng của địa phủ há là thứ mà các ngươi có thể nghĩ đến thân ảnh hóa thành một đạo bạch ảnh phóng về phía ngài tử ngôn keng 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 hai người giao thủ đánh nhau từng chiêu đều là sát chiêu không hề có chút lưu thủ rất nhanh hắc vô thường đã chết cũng quay về gia nhập đại chiến trên ngọn núi phía xa xa Tần Quảng Vương cả kinh hô lên. "Đây, như vậy là xảy ra chuyện gì thế? Không phải bọn họ đều đã chết sao?" Lý Bình An bình tĩnh nói, "Lên phong thần bảng nào có dễ dàng chết như vậy, chỉ cần địa phủ hãy còn tồn tại, các ngươi sẽ không tử vong." Tinh thần của Diêm La Vương thoáng chấn động, trong lòng xuất hiện một ý nghĩ đáng sợ, cẩn thận thử thăm dò hỏi. "Thọ nguyên thì sao? Nghe nói thánh cảnh cũng mới chỉ có vạn năm thọ nguyên mà thôi." Lý Bình An liếc nhìn hắn, cười nói, Người đoán không sai đâu, các người trường tồn với thiên địa, không bị ràng buộc bởi thảo nguyên. Trong lòng tam đại diêm quân ngay tức khắc giấy lên sóng to gió lớn, giờ đây mới thật sự ý thức được bản thân mình đã nhận được cơ duyên gì, trường tồn với thiên địa đó. Diêm la vương phục hồi tinh thần, hắn với tư cách là khánh đế, lập tức hiểu được tính nghiêm trọng của chuyện này, liền vội vàng nói. Chư vị, chuyện này tuyệt đối không thể truyền đi. Tần Quảng Vương, luân chuyển vương gật đầu, trong lòng đã mừng rỡ như điên, cũng có một sự cảnh tình, nếu đã có được cơ duyên này, nhất định phải thực hiện thần chức của mình cho tốt, không để cho cái cọc thiên đại cơ duyên này chạy khỏi tay. Trạng vạng, trận chiến đã hạ màn, toàn bộ thánh đường quân toàn diệt, không chỉ thân thể bỏ mình, ngay cả hồn phách cũng bị giải vào địa phủ. Âm, um, âm, um, âm, um, trên không trung có một nơi chiến trường vẫn còn đang đại chiến, ba người thạch hạo, bạch hiểu thuần, ninh khuyết đang điên cuồng chiến đấu với một đường chủ ngũ dai sơ kỳ, đường chủ này tuy rằng cũng là ngũ giai sơ kỳ giống với hổ yêu kim vô kỵ khi trước, thế nhưng tiếp nhận truyền thừa, còn có kinh nghiệm chiến đấu, hoàn toàn không thể so sánh được, bởi vậy đường chủ này nếu so với kim vô kỵ thì mạnh hơn rất nhiều. Lúc này, ba người thạch hạo, bạch hiểu thuần, ninh khuyết tất cả đều bị thương trên người, huyết sắc nhuộm đỏ đạo bào, đường chủ vẫn còn trẻ này cũng không khá hơn bao nhiêu, một thân bạch y đã bị nhuộm đỏ. chương 458, các đồ hiển huy bốn nhân ảnh nhanh như gió đan xen trên không trung ầm 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 tiếng giao chiến không ngừng vang lên chấn động cả một vùng trời chín ngục chủ và tiêu nguyên soái ở bên cạnh lược trận mười đường chủ cũng chỉ còn lại một người này chết đi thạch hào hét lớn một tiếng toàn thân tỏa ra kim quang giống như kim sắc chiến thần vậy một đao chém từ trên xuống kim sắc đao quang thông thiên triệt địa đường chủ trẻ tuổi mang ánh mắt như điện một kiếm vẽ ra bạch sắc kiếm quang nghinh tiếp ầm um. Tiếng bạo tạc dữ dội vang lên trên trời, kim sắc linh lực, bạch sắc nguyên khí đảo loạn không gian một phương. Một luồng kim sắc nhân ảnh lao ra khỏi luồng không khí hỗn loạn, tam tiêm lưỡng nhận đao chẳng khác nào lưu quang, đâm thẳng vào ngực của đường chủ trẻ tuổi. Đường chủ trẻ tuổi vội vã dơ ngang kiếm trước ngực, keng. Một tiếng va chạm đinh tai nhức óc, đường chủ trẻ tuổi bất thình lình bay ngược vờ phía sau dưới lực trùng kích cường đại. Cút ngay cho ta, đường chủ trẻ tuổi nổi giận gầm lên một tiếng, giơ chân đá một cước két một tiếng ưng minh bén nhọn bang lên thân ảnh của thạch hảo thoáng chốc biến mất rồi hóa thành một con chim ưng hai móng lóe ra kim quang đánh về phía đường chủ trẻ tuổi cút trường kiếm vụt qua bịch một tiếng thân kiếm đập vào thân của chim ưng chim ưng thoáng chốc bị đánh may chớp nhoáng trên không trung lần nữa hòa thành dáng vẻ của thạch hạo loạn choạng lùi về phía sau ngũ hành đại đột mộc chi đột mộc linh lực trên không trung hội tụ về hình thành nên một gốc thủ mộc khổng lồ Mộc lâm khổng lồ bất thình lình bao vây lấy đường chủ trẻ tuổi, mỗi một gốc cử mộc đều ào ào nhanh chóng xoay tròn, bầu trời cuồn cuộn cuồng phong, rầm rầm rầm, tiếng giao chiến không ngừng vang lên ở bên trong. Thánh kiếm tài quyết, một thanh thần kiếm khổng lồ mọc lên từ bên trong mộc lâm, vô số kiếm quang nở rộ từ trên thân thần kiếm, rầm rầm rầm. Mộc lâm khổng lồ liên tục bị nghiền nát tan tành. A, à, sắp chết rồi, sắp chết rồi. Bóng dáng của Bạch Hiểu thuần chớp nhoáng vài cái lao ra khỏi chiến trường vội vàng chạy ra phía ngoài. Thạch Hạo, Ninh Khuyết phóng tới, Bạch Hiểu Thuần lập tức dừng bước, ba sư huynh đệ cùng đứng chung một chỗ. Dưới khiết bạch cử kiếm, Đường chủ trẻ tuổi há miệng thở dốc, ánh mắt tràn đầy sát ý nhìn ba người Thạch Hạo, hiện giờ hắn đã không còn nghĩ đến việc có thể sống được hay không, hiện giờ hắn chỉ nghĩ nhất định phải giết chết ba đạo sĩ này, nếu không sau này chắc chắn sẽ trở thành họa lớn của thánh đường. Giết! Đường chủ trẻ tuổi giận dữ quát lên một tiếng, tay cầm khiết bạch cử kiếm, bổ xuống một đường. Quỷ môn quan, Ninh Khuyết quát to một tiếng, trên không trung giấy lên một đợt rung động, một tòa quỷ môn quan như vượt qua thời không rồi phủ xuống, quỷ môn quan mở rộng, hàng trăm ngàn câu hồn tỏa liên hình thành trong vòng xoáy ảo ảo lao ra, phóng về kiếm thể khổng lồ, đùng đoàng vang dội một trận, câu hồn tỏa liên thoáng chốc khóa chặt khiết bạch cử kiếm lại, những chiếc xích chi chít chớp mắt căng chặt, cử kiếm cũng khó mà vung xuống được, tỏa liên rậm rạp chẳng chịt chắn ngang khoảng không giữa kiếm thể khổng lồ và quỷ môn quan, nhìn qua vô cùng chấn động. Hạ xuống cho ta, đường chủ trẻ tuổi nổi giận gầm lên một tiếng, nguyên khí toàn thân dũng mãnh vào bên trong khiết bạch cửa kiếm, trong phút chốc, vô số luồng bạch quang bắn ra từ trong kẽ hở của tỏa liên, tỏa liên răng rắc rung động. Ninh khuyết vội vàng bay lên ngồi xếp bằng trên quỷ môn quan, điều động toàn lực để duy trì quỷ môn quan, mặc dù quỷ môn quan là một cánh cửa thần bí không vừa, thế nhưng dưới sự áp chế của đáng cấp, quỷ môn quan cũng bắt đầu vặn vẹo, nghiêng ngả muốn đổ. Ngũ hành đại độn kim chi độn. Vùng trời trên đầu của đường chủ trẻ tuổi tập trung vô số kim quang, hình thành nên kim sắc lợi kiếm núi liền nhau, toàn bộ lợi kiếm rầm rầm phi xuống. Một tiếng ưng minh bén nhọn vang lên, kim quang trên người thạch hạo chấp nhoáng, phóng về phía đường chủ trẻ tuổi. Kháng cự, đường chủ trẻ tuổi quát lớn một tiếng, khiết bạch viên hoàn khuếch tán ra khỏi cơ thể, đùng đoàn, toàn bộ lợi kiếm bị đẩy lùi, một luồng kim sắc quang mang chói lóa trên không trung. Đường chủ trẻ tuổi vội vàng buông tay, huy quyền đánh ra, khiết bạch quyền ấn khổng lồ xuất hiện, ầm. Đao quang chém lên quyền ấn liền vang lên tiếng bạo tạc dữ dội, thạch hạo lập tức bị hất bay, đường chủ trẻ tuổi lảo đảo lui về phía sau. Ninh khuyết như quỷ mị xuất hiện sau lưng của đường chủ trẻ tuổi, câu hồn tỏa liên bắn ra như thiểm điện, đường chủ trẻ tuổi vô thức tách ra, tránh được nơi yếu điểm, phập một tiếng, câu hồn tỏa liên xuyên ra bả vai của đường chủ máu tươi tràn ra, câu hồn tỏa liên tự nó có công năng câu hồn, đường chủ trẻ tuổi thoáng chốc hoảng hốt một trận, đầu váng mắt hoa. chương 459, đại chiến cuối cùng, ăn một cú bổ của ta đây. Bạch Hiểu Thuần dơ cao cửu sỉ đinh ba rồi bổ xuống, phập. Cái ót của đường chủ trẻ tuổi nổ tung, thi thể thoáng co quắp rồi ngã xuống dưới, linh hồn vô tri vô giác bị ninh khuyết lôi ra. Bạch Hiểu Thuần đứng trên không trung, đắc ý hô to chỉ là một ngũ gia nhỏ bé mà thôi, đúng là thùng rỗng kêu to. Thạch hạo bụng ngược bay từ đằng xa tới, nhịn không được mà ho khan, khóe miệng có huyết dịch nhàn nhạt chảy xuống. Bạch Hiểu Thuần nhìn về phía sư huynh, đắc ý nói. Sư huynh, ban nãy người có thấy không, ta diệt sát ngũ dai đó, có oai không? Thạch hạo tùy tiện gật đầu, lộ ra chút không yên lòng. Chín ngục ngủ và tiêu nguyên soái đang đứng ở nơi xa đều sinh lòng cảm khái, thật sự không hổ là đệ tử thân truyền của quán chủ, lợi hại quá. Thực sự là quá lợi hại. Ở đinh ngọn núi phía dưới, Lý Bình An cười nói. Kết thúc rồi. Diêm La Vương lắc đầu nói. Chắc là chỉ tạm thời kết thúc thôi, thánh đường tuyệt đối không từ bỏ ý đồ. Luân chuyển vương chớp mắt, nhỏ giọng nói. Quán chủ, đại đường chúng ta có địa phủ, vạn tượng canh tân, người xem xem có phải nên mời hạo nhiên thư viện thập nhị tiên sinh về hay không, để nàng cũng xem xem sự biến hóa mới của đại đường chúng ta. Tần Quảng Vương và Diêm La Vương mắt sáng rỡ lên, nghe nói quán chủ và thư viện thập nhị tiên sinh có một ít cố sự không thể không kể đến, cũng không biết là thật hay giả, nếu như thật sự có thể mời thập nhị tiên sinh đến, Thánh Sơn sẽ biết cố kỵ chứ. Lý Bình An nhất thời không hiểu được sự nhỏ mọn của bọn họ, nghi hoặc hỏi: Tại sao lại phải mời nàng ấy đến? Nàng ấy và đại đường hắn là không có quan hệ gì mà đúng không? Luân chuyển Vương cẩn thận nhắc nhở nói: Đều là thánh địa, chỉ cần thập nhị tiên sinh đến Thánh Sơn sẽ cho chúng ta ít mặt mũi chứ. Trong lòng Lý Bình An lập tức hiểu ra, hết sức im lặng nhìn bọn họ, bần đạo thoạt nhìn trông giống loại người ăn bám sao. Luân chuyển vương, người học xấu rồi. Đang lúc mấy người nói chuyện, đoàn người Bạch Hảo đã đáp xuống khỏi không trung, bay đến trước chỗ Lý Bình An ở trên đỉnh núi, cung kính cung kính chắp tay thi lễ nói. Bái kiến sư phụ quán chủ. Lý Bình An đưa tay nhấc lên, nói. Đứng lên cả đi. Tất cả mọi người cùng đứng lên lý bình an cười nói trận chiến này các người đều có công đệ nhất ngục bà thiệt địa ngục ngục chủ lý nguyên khánh vội vàng cung kính đáp không dám kể công đây chính là chúng ta phải làm tận trách lý bình an cười nói bần đạo nói các người có công thì là các người có công không cần khiêm tốn cửu ngục ngục chủ đều nở nụ cười lý bình an nghiêm túc nói số đông linh hồn của cao thủ thánh đường vào địa phủ sẽ kêu gào gây loạn các người quay về xét xử đi thưởng phạt phân minh không được có bất kỳ sự bất công nào tam điện diêm quân cùng với cửu ngục ngục chủ cùng chắp tay thi lễ nói rõ thân ảnh hóa thành từng luồng khói đen tuôn xuống dưới đất rồi biến mất tam điện diêm quân và cửu ngục ngục chủ mới vừa đi bạch hiểu thuần lập tức phấn khởi hô to sư phụ ta vừa mới giết một người ngũ giai đó là ta giết lý bình an nhìn đám đệ tử người đầy máu trong lòng phiền muộn một trận đệ tử cố gắng như vậy làm sư phụ rất áp lực đấy Ninh Khuyết nhìn về phía Sơn Xuyên Tan Hoang ở nơi xa xa, tiếc hận nói: "Sư phụ, dãy núi này coi như bị phá hủy rồi." Lý Bình An nói: "Dạng núi này đã bị quỷ khí ăn mòn trăm ngàn năm, từ lâu là đã là tuyệt địa, bị phá phỏng như vậy cũng tốt, có phá lối xưa, mới có làm đường mới, sinh cơ sẽ tỏa sáng lần nữa trong đống phế tích hoang tàn." Khụ khụ, Thạch Hạo bụng ngực, không nén được mà ho khan vài tiếng, trước thời điểm chiến đấu, Thạch Hạo coi như là chủ công. Ninh Khuyết và Bạch Hiểu Thuần đều phụ trợ hắn, bởi vậy cũng là hắn bị thương nặng nhất. Lý Bình An liếc nhìn Thạch Hạo, trong lòng thoáng qua chút không đánh lòng, nói cho cùng thì hắn vẫn còn là tiểu hài. Nói, chúng ta quay về thôi, sau khi trở về, vi sư mở lò luyện đan cho các ngươi, trị liệu thương thế. Ba đệ tử cùng nhau nói, đa tạ sư phụ, phất trần của Lý Bình An dương lên, một vòng tròn lục giác xuất hiện dưới chân của mấy sư đồ, bốn sư đồ thoáng chốc biến mất trên ngọn núi, sau một khắc đã xuất hiện trước cửa tam thanh quan. Ba đệ tử vừa hạ xuống chân đã loạn trọc, chỉ có Lý Bình An bình tĩnh đi đến tam thanh quan, khóe miệng mang theo nụ cười đắc ý, bị dọa rồi đúng không?